Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Tận cùng của đại sảnh chính là một bộ xương khổng lồ ngẩng đầu nằm trên mặt đất, máu thịt đã không còn, xương rồng đen tựa như mực. Miệng rồng hé mở, ngậm một viên ngọc màu đen phát sáng to bằng nắm tay. Phía sau nó là một cánh cửa bằng đá đang đóng sầm. Trên cánh cửa có khắc những ký tự cự long thần bí và có một rãnh tròn ở trung tâm. Đạo tổ, đám người này chính là thượng cổ long nhân đó ạ. À. Tạo ẩn chỉ lên những tượng điêu khắc và nói, thượng cổ long nhân chính là những con cự long dưới hình dạng con người. Tôi nghiêm túc xem xét dung mạo và đặc tính của thượng cổ Long Nhân, phát hiện ra trong những tượng điêu khắc đó ẩn chứa thần niệm đang dao động trong các pho tượng. Thế là tôi nhịn không được bước lên vài bước, muốn cảm nhận kỹ hơn. Chính ngay lúc này, hai tên vệ sĩ thượng cổ Long Nhân ở gần tôi nhất đột nhiên mở mắt. Ngay lập tức hai luồng sát khí xuyên thấu linh hồn phát ra từ trong người bọn chúng, khóa chặt luồng khí của tôi. Tôi kinh ngạc, thì ra đây không phải là vật chết, mà chính là thượng cổ Long Nhân đang còn sống sờ sờ bị ngăn cấm bởi một thế lực thần bí nào đó chính huyết khí của tôi đã kích hoạt cho bọn chúng thức tỉnh sau khi vệ sĩ thượng cổ long nhân mở mắt bọn chúng nhìn chằm chặp vào tôi ngay lập tức tôi liền lùi lại hai đại sát thần từ phía sau tôi tức tốc thế chỗ tiến lên đối mặt với hai vệ sĩ thượng cổ long nhân lâm tướng quân bạch tướng quân hai vị cẩn thận tôi căn dặn vâng trong tay tôi không có kiếm không thích hợp để đơn thân chiến đâu chiến lực của hai đại sát thần vô song tôi muốn dùng họ để dò thám chiến lực của vệ sĩ thượng cổ Long Nhân. Ngay khi đó, Lâm Thanh Thủy và Bạch Vô Nhai mỗi người thích phóng sát khí với một vệ sĩ thượng cổ Long Nhân. Cảm nhận được sự khiêu khích của kẻ địch, hai tên vệ sĩ đó lập tức rời khỏi thế trận, giơ thanh kiếm trong tay lên và chém thật mạnh về phía của chúng tôi. So với cơ thể to lớn của họ mà nói thì hai đại sát thần trông nhỏ nhắn hơn rất nhiều, vũ khí cũng không cùng một cấp bậc. Thanh kiếm trong bàn tay to lớn đó to hơn 7 trượng, rộng tầm một trượng, nếu như khua tay có thể sẽ dẫn đến huy năng long trời lở đất cũng không chừng khoảng cách càng lúc càng gần đợi đến khi thượng cổ long nhân tiến vào vòng vây công kích thanh kiếm trong tay liền chém mạnh xuống nơi hai đại sát thần lưới kiếm nặng tựa như núi nếu như bị chém chúng bản thể của thiên tôn cũng phải theo đó mà nát vụn lâm thanh thủy và bạch vô nhai không dám tiếp lấy bèn mỗi người triển khai thủ đoạn né ra họ bắt đầu lợi dụng thân pháp nhạy bén của bản thân chiến đấu cùng với thượng cổ long nhân còn chúng tôi thì lùi về phía sau an toàn rời khỏi trận chiến, đứng từ phía xa nhìn hai đại sát thần chiến đấu với hai vệ sĩ. Thần hình bạch vô nhai rất mỹ miều, bản năng sát phạt bị kích động tới, uy lực giết chóc của cô ấy khiến cho thanh loan đao trong tay càng trở nên đỏ rực kỳ dị. Mà cô ấy lại giống như một đám mây, xinh đẹp không có gì sánh bằng. Thanh kiếm nặng nề chạm vào nền đất màu đen, phát ra âm thanh kịch liệt rúng động cả màn nhĩ, trong sảnh vang lên một tiếng động khủng khiếp. Ban đầu bạch vô nhai chỉ là tránh đòn, Đợi đến khi nắm bắt được thủ thuật tác chiến của Thượng Cổ Long Nhân, mới bắt đầu thử tấn công. Đao càng bạo phát, sức nổ bạo phát trong không khí, đỏ rực cả một vùng. Thân hình vệ sĩ Thượng Cổ Long Nhân to lớn, tốc độ của Bạch Vô Nhai nhanh như chớp, căn bản không thể nào tránh được sự công kích của Thanh Loan đao. Khoảnh khắc mà Bạch Vô Nhai phản kích đã bị chém trúng vô số nhát. Chương 754, Sát Thần Kiệt Tác 2. Thế nhưng, năng lực phòng ngự quá mạnh khiến cho đao pháp của Bạch Vô Nhai mất đi hoàn toàn lực sát thương căn bản không thể phá được bộ giáp cứng cõi trên người bọn chúng đao pháp của bạch vô nhai thuộc chiến lược thiên tôn đến cả đao pháp của thiên tôn cũng không phá vỡ được bộ giáp bảo vệ sức mạnh của thượng cổ long nhân cũng không phải dạng thường đâu tấn công trong sự rối rắm loan đao của bạch vô nhai và thanh kiếm trong bàn tay to lớn của thượng cổ long nhân đang đấu tranh kịch liệt chỉ nghe một tiếng rầm chói tai dây tiếp theo cả người của bạch vô nhai đã trực tiếp bay thẳng ra ngoài một ngụm máu tươi phun thẳng vào không trung sau khi rơi xuống bạch vô nhai lại một lần nữa đạp đất sông lên. Khởi viết vô y, dư tử đồng bào, lâm thanh thủy hét lớn lên một tiếng. Hai đại sát thần mạnh ai nấy đều là chiến lược thiên tôn, nếu như liên thủ lại cùng chiến đấu khiến cho sát phạt chi đạo dung hợp, linh hồn giao tiếp, vậy thì chiến lược có thể tăng vọt đến cảnh giới thiên tôn mạnh nhất, chiến lược sẽ gia tăng gấp bội. Sau khi chiến lược đạt đến cảnh giới thiên tôn mạnh nhất, uy lực của đao căng kiếm khí cũng theo đó mà tăng cao, dưới sự tấn công như cuồng phong bão táp, bộ giáp hộ thân trên người thượng cổ long nhân bắt đầu vụn vỡ thành từng mảnh bản tôn bị tổn hại cũng khiến cho vệ sĩ thượng cổ long nhân bộc phát lệ khí tàn bạo trong bọn chúng thanh kiếm trong bàn tay bắt đầu múa máy loạn xạ tiếng gió thét gào hủy diệt sát ý tựa như cuồng phong ngoài biển hai đại sát thần chiếu cố lẫn nhau tựa như hai chiếc lá khô khốc giữa cơn mưa bão giết bạch vô nhai chém một đao vào xương sườn dưới lớp giáp rách nát của thượng cổ long nhân ở phía bên trái thân đao đâm sâu vào người của tên vệ sĩ vệ sĩ thượng cổ long nhân bị một cú đau liền muốn vung kiếm chặt đứt nhưng động tác của bạch vô nhai nhanh như chớp tay cầm chặt cán đao không chịu buông cơ thể bay lên bay xuống chém từng mảnh cơ thể của hắn xuống thanh kiếm trong bàn tay nặng tựa như núi nhất thời vệ sĩ thượng cổ long nhân không có cách nào thoát khỏi sát chiêu của bạch vô nhai thấy thế tên vệ sĩ đó liền từ bỏ thanh kiếm trong tay dùng bàn tay to lớn vồ lấy bạch vô nhai chính vào lúc này đôi chân của lâm thanh thủy đáp đất bỏ mặc sự truy sát của tên vệ sĩ thượng cổ long nhân phía sau dùng kiếm nhanh chóng đâm thẳng vào mắt tên vệ sĩ đang chiến đấu với bạch vô nhai cảm nhận được mũi nhọn sát kiếm của lâm thanh thủy tên vệ sĩ này vội dơ đôi tay lên không trung nếu như hắn vỗ chúng lâm thanh thủy chắc chắn sẽ mất mạng không cần nghi ngờ gì không hổ danh là sát thần lâm thanh thủy phát giác được thượng cổ long nhân muốn phản đòn không chỉ không chần chừ ngược lại còn nhanh chân tiến lên một bước và rồi ngay lúc xuyên qua đôi tay của thượng cổ long nhân vừa khép lại một kiếm liền đâm thẳng huyệt thần đình trên trán của hắn. Thượng Cổ Long Nhân gào lên một tiếng thịnh nộ, đôi tay lại một lần nữa vồ về phía Lâm Thanh Thủy. Cũng may là Lâm Thanh Thủy có kinh không hoảng, xoay người một cái, đôi chân đạp thẳng vào cái trán to của tên vệ sĩ, mượn lực bay thẳng ra ngoài. Sau khi thoát khỏi đòn công kích, vừa hay Lâm Thanh Thủy một đao chém thẳng vào mặt của tên vệ sĩ đang đuổi theo ở phía sau, lại một lần nữa quấn lấy hắn. Lâm Thanh Thủy mạo cả tính mạng vì Bạch Vô Nhai tranh thủ đủ thời gian để công kích. Lúc này loan đao của Bạch Vô Nhai đã vòng qua một vòng cơ thể thượng cổ Long Nhân, sau khi hoàn tất một vòng thì cô ấy cũng đã đi ra vị trí phía sau eo của tên vệ sĩ. Giết, Bạch Vô Nhai lần nữa phát ra một tiếng hét thất thanh, cuối cùng thanh loan đao cũng có thể chém ngang cơ thể của thượng cổ Long Nhân. Sau đó cả người cô ấy nhanh xong rơi xuống, từ dưới chân của tên vệ sĩ bay thẳng về phía của chúng tôi. Thượng cổ Long Nhân bị cắt ngang vòng eo, xì ra một luồng khói đen từ vết cắt, đối với Bạch Vô Nhai càng lúc càng hận đến cực điểm, vội vàng đuổi theo cô ấy. Một bước, hai bước, ba bước, té nà, theo từng chữ đếm ngược của bạch vô nhai, thân cao mười trưởng của tên thượng cô Long Nhân đội nhiên đứt làm hai đoạn. Dầm một tiếng cực lớn, nửa thân trên ngã nhào rơi thẳng xuống mặt đất. Miệng vết thương lớn khủng khiếp bắt đầu trào ra luồng khói đen nồng nặc. Tuy rằng thượng cổ Long Nhân có thể duy trì được hình dáng của loài người, nhưng bản thể đã chết đi không biết bao nhiêu năm, nếu như thi thể bị hủy thì chẳng khác gì quay trở về với cát bụi. Sau khi giải quyết được vệ sĩ thượng cổ Long Nhân, Bạch Phô Nhai trở về chiến trường, cùng với Lâm Thanh Thủy nhanh chóng hợp sức xử lý luôn tên vệ sĩ còn lại. Lần này hai đại sát thần phối hợp chiến đấu, xem đến tâm trí tôi cũng muốn lung lay theo. Vệ sĩ thượng cổ Long Nhân có chiến lực của Thiên Tôn, sức phòng ngự còn trên cả Thiên Tôn một bậc, nếu như không phải vì tốc độ quá chậm thì bọn chúng còn có thể nâng cao chiến lực nhiều hơn thế. Hai đại sát thần dũng mãnh không dễ đối phó chỉ vòn vẹn nửa giờ đã có thể tiêu diệt hết bọn chúng, khiến lòng tôi được an ủi vô cùng. Tiếp tục, Bạch Vô Nhai nhìn Lâm Thanh Thủy và nói, được, nói xong, hai đại sát thần cùng nhau tiến về phía trước, lại một lần nữa dùng sát ý kích hoạt cặp vệ sĩ thượng cổ Long Nhân tiếp theo. Cuộc chiến đẫm máu lại một lần nữa mở màn, chương 755, Long Nha Chi Thương một Hai đại sát thần, thần niệm tràn đầy, càng giết càng dũng mãnh. Thời gian giải quyết đội thủ vệ thượng cổ Long Nhân thứ hai ngắn hơn so với đội thứ nhất, với lại thủ đoạn giết chóc lần này tàn nhẫn hơn rất nhiều sau khi thủ vệ thượng cổ long nhân chết thi thể đã tan biến thành làn khói đen chỉ để lại một viên ngọc rồng ảm đạm to cỡ bằng ngón tay cái ban đầu chúng tôi không phát giác ra vẫn là ngạo phong cảm nhận được sự tồn tại của long nguyên mới nhặt lên giao cho liễu chi nhung long nguyên còn sót lại trong viên ngọc rồng gần như đã cạn kiệt đối với long nguyên như ngạo phong đương nhiên là không thèm tới rồi nhưng khuôn mặt của liễu chi nhung lại ngập tràn sự hưng phấn đạo tàng có câu Hủy trở thành dao cần 500 năm, dao biến thành rồng cần đến cả ngàn năm, rồng chuyển thành rác long là 500 năm, thành ứng long thì cả ngàn năm. Hủy ở đây nói nghĩa giống như tương liễu đại xà vậy, được liệt vào danh sách một trong các loại rắn cỡ lớn, sở hữu khả năng hóa rồng, ngoại trừ hủy và tương liễu đại xà, còn có một loại gọi là nhiêm, tức là mãng xà, loài đó cũng có sẵn khả năng hóa rồng. Rắn hóa thành rồng không phải chuyện dễ dàng gì, loài rắn nào càng mạnh thì thời gian hóa rồng càng gian nan vô đối, kiếp nạn trùng trùng. Giao hóa rồng chính là hóa thành long tộc bình thường của hiện tại, tương Liếu Đại Xà muốn hóa rồng thì sẽ hóa thành thượng cổ cự long, nhưng giống loài đó là tuyệt chủng từ rất lâu rồi, cho nên cơ duyên của tương liễu Đại Xà hóa rồng từ sớm đã không tồn tại trên thế gian này. Không có cơ duyên muốn hóa rồng, cách duy nhất chính là nuốt trưởng long nguyên, mà phải là long nguyên của thượng cổ cự long. Tôi dẫn Liếu Chi Nhung đến cổ địa Long Môn Hoang Mạc chính là vì mục đích này. Nuốt trưởng long nguyên không phải việc đúng đắn gì sẽ dẫn đến sự cảnh giác của tứ linh thiên địa thần thú. Một khi bị bọn chúng phát hiện sẽ gây ra kiếp hỏa sát thân. Cái tên thiên địa tứ linh cũng tức là thanh long, chu tước, huyền vũ và bạch hổ cai quản tất cả cơ duyên phi thăng chứng đạo của muôn thú sinh linh trong thiên hạ. Thiên địa tứ linh được tạo ra từ thiên đạo, là thiên đạo đã chế định ra quy tắc tu hành của muôn thú sinh linh. Nhưng mà liếu chi nhung hoàn toàn không để tâm đến việc hóa rồng sẽ gặp kiếp nạn sát thân của tứ linh bởi vì ma đạo có quy khư mà nơi này thì không chịu sự cai quản của thiên đạo chỉ cần có thể hấp thụ đủ long nguyên của thượng cổ cự long đợi sau khi trở về quy khư liễu chi nhung liền có thể hóa thân thành thượng cổ cự long một bước tiến thẳng đến cấp bậc thiên tôn của ma đạo từ khi khai hóa hồng mông cho đến nay vẫn chưa có tương liễu đại xà nào hóa rồng thành công cả đối với tôi mà nói thì mong đợi cực kỳ liễu chi nhung thuộc loài nửa người nửa rắn uy năng sau khi hóa rồng chắc chắn sẽ không thua kém gì với ba đại hỗn độn thần thú nữ oa và phục hy cũng là nửa người nửa rắn đấy thần thông của hai vị này không kém gì so với ba đại thần thú hỗn độn đâu ban đầu khi tôi gặp liễu chi nhung đã cảm thấy tiền đồ của cô ta là vô lượng cùng với ma đạo tôi có ngọn nguồn cực sâu tương lai chắc chắn có thể trở thành trụ cột trong ma đạo nhất định sẽ vượt sang ngũ đại thiên tôn của ma đạo năm xưa chỉ luận tiềm lực thì lưu phong sương đang tạm thời dẫn đầu cũng không thể bì được với cô ta tương liễu một tộc được kế thừa từ thượng cổ hồng hoang dòng huyết mạch phải nói là hùng mạnh hơn hồ tộc thanh khâu nhiều Nói tới Lưu Phong Sương, đao pháp của cô cũng là do Thùy Họa truyền giáo, nhưng bởi vì âm dương lưỡng khí của hồ tộc khác xa so với nhân tộc, không thể học được đao pháp của thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao, thế là chỉ đành hấp thụ những đao pháp chân ý khác, diễn dịch ra loan đao thần thông của hồ tộc, ví dụ như ngân hồ bạch vô nhai. So với bạch vô nhai thì đao của Lưu Phong Sương rất rõ ràng là không đủ sát khí, nhưng lại linh hoạt hơn vài phần đối với đao của cô ấy đến từ âm dương lưỡng khí. Bởi vì thời gian tu hành quá ngắn, nên tạm thời đã bị bạch vô nhai vứt ra phía sau rồi thật ra thì tất cả thiên tôn chiến tướng của ma đạo tôi ai nấy cũng thuộc dạng kinh tài diễm tuyệt cả bạch vô nhai lâm thanh thủy lưu phong sương mỗi người đều có sở trường riêng điểm mạnh riêng hy hòa yến tháp ngạo phong phụ trách huyết mạch của ba đại thần thú hỗn độn có thể trực tiếp ngự sử căn nguyên sức mạnh của hỗn độn liễu chi nhung một khi hóa rắn uy năng có thể sánh bằng thần thú hỗn độn sau khi nhận được ý nghĩa sâu sắc của quỷ kiếm phù văn phía trên anh hùng chi kiếm, quỷ kiếm của Bắc Minh Tú chỉ còn một bước nữa thôi là có thể hoàn thành, vào thời điểm đó ông có thể thăng bậc thành thiên tôn tiên phong. Nếu như khiêm hà có thể xuất quan thì cũng là cường giả bậc nhất trong các thiên tôn tiên phong. Còn có vợ tôi, Thùy Hỏa, tử thần hoàn thành 7 lần niết bàn, chiến lực vô song, là phá quân hộ pháp thiên tôn, tử thần phán quyết của năm xưa. Những người này, ai nấy đều đã được chỉ định sẽ lưu lại uy danh bất diệt trong đạo tàng, kinh động thiên địa, lay động quỷ thần. Cũng giống như xích liên thiên tôn năm xưa, thất thái minh vương, nam hải vô cực thiên tôn vân vân. chương 756, Long Nha Chi Thương Khai. Thật ra thì ma đạo tôi trước giờ không thiếu anh hùng, chẳng qua chúng tôi đứng về phe đối lập của thiên đạo mà thôi. Thiên đường bên trái, ma đạo bên phải, cho nên mới có những khúc nhạc sách viết nên từng truyền thuyết nhắc đến đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Nhìn hai đại sát thần chiến đấu càng lúc càng hăng, Liễu Chi Nhung lộ ra vẻ vui mừng khi hấp thụ từng chút long nguyên của viên ngọc rồng trong bóng tối, trong lòng tôi lại cảm thấy một chút tự hào. Thứ mà ma đạo cần chính là thời gian, chỉ cần cho tôi đủ thời gian, tôi tin chắc rằng tôi sẽ đi xa hơn so với ma đạo tổ sư của quá khứ. Bất luận là bản thân tôi hay là ma đạo đi chăng nữa. Ma đạo tổ sư chưa thể dung hạp thái cổ tam kiếm làm một, kiếm pháp trung cực của tam giới chỉ có thể miễn cưỡng chém nứt căn nguyên của sức mạnh hỗn độn, là do thiên đạo không cho phép ông tiếp tục dung hạp thái cổ tam kiếm nữa. Mà tôi lại có nhiều hơn ông một loại cơ duyên, quy khư xuất thế thiên đạo bị kéo vào hào kiếp, chỉ cần thiên đạo không có mặt, tôi liền có thể dung hạp thái cổ tam kiếm. Sau khi dung hạp được ba thanh kiếm đó, mỗi thanh kiếm đều có thể chém ra được sức mạnh căn nguyên của hỗn độn, mỗi thanh kiếm đều sở hữu sức hủy diệt khủng khiếp. Có thể trực tiếp chém thẳng vào hướng vũ trụ quy khư, thậm chí có thể chém thẳng đến bản tôn của thiên đạo. Trong cái sảnh lớn này tổng cộng có hơn hàng trăm vệ sĩ thượng cổ long nhân, hai đại sát thần vẫn bất chấp tiến lên, một chiến trường đẫm máu, chém giết đến nửa đường cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, thể lực đã đi đến cực hạn rồi. Tôi để họ rút lui, còn lại hơn 50 vệ sĩ thượng cổ Long Nhân giao cho Ngạo Phong tự thân rèn luyện chiến lực của bản thân. Ngạo Phong không có hóa thân thành cơ thể của Tổ Long, mà nơi này cũng không thích hợp để hóa thân, nên thằng bé trực tiếp dùng hình người để chiến đấu, từ trong huyền quan rút ra một cây thương ba mũi hai lưỡi sáng chói. Cây thần thương này là chính tay Khương Tuyết Dương đúc tạo riêng cho Ngạo Phong dùng máu tươi của vạn tộc đã hiến tế cho quy khư. Sinh linh vạn tộc, mỗi một giống sinh linh đều hiến tế một giọt tinh huyết, dung hợp với tinh khí ngũ hành tiên thiên trong quy khư, tinh túy sắt lạnh tại núi Côn Ngô, cùng sức mạnh Bắc Minh Hải huyền âm san hô, linh khí của tang mộc thần thụ tại núi Không tang tại lò rèn trên núi Bất Châu đã dùng 77-49 ngày để đúc tạo ra một loại thần binh tuyệt thế, đặt tên là Long Nha. Long Nha vừa xuất thế, cả bầu trời đều đỏ rực. Vảy rồng của ngạo phong bắt đầu hóa thân thành một bộ giáp bạc, khi tay cầm Long Nha chi thương bước về phía trước, anh Tuấn Uy Vũ khiến tôi nhớ đến tướng quân Triệu Tử Long đánh thắng trận chiến Tam Quốc truyền kỳ. Ngạo Phong trong trạng thái con người, chiến lực không thua kém Tổ Long là bao, chỉ là không thể ngự sử hết toàn bộ năng lực của cơ thể Tổ Long mà thôi. Chiến lực của Ngạo Phong trong hình dáng Tổ Long đã đạt đến cảnh giới Thiên Tôn mạnh nhất, trong hình dáng con người đơn thân độc mã nghênh chiến hai tên vệ sĩ biến thái thượng cổ Long nhân cấp bậc Thiên Tôn thượng cấp thì trông yếu thế hơn hẳn. Nhưng mà cậu ấy cũng có ưu điểm vượt qua hai đại sát thần đó chính là hình người của cậu ấy có thể tăng trưởng. Từng bước chân mà Ngạo Phong tiến về phía trước, thân hình của cậu ấy cũng theo đó mà tăng trưởng. Một trượng rồi hai trượng, đợi đến khi cậu ấy dẫn động sát khí để kích hoạt hai vệ sĩ thượng cổ Long Nhân, cơ thể của cậu đã tăng trưởng gần giống như hai tên vệ sĩ, Long Nha chi thương trong tay cũng tăng trưởng theo cơ thể. Và rồi một tiếng rồng gầm lên, trận chiến thuộc về Ngạo Phong cũng chính thức bắt đầu. Long nha chi thương xuất kích lần đầu tiên đều sẽ dẫn tới một tiếng rồng chói tai vang vọng trong đại sảnh. Biến thành người khổng lồ như Ngạo Phong đây chẳng khác gì một vị thần hạ phàm, chiến thần trùng sinh. Thương pháp của Ngạo Phong không có mánh khóe gì, nó chỉ đơn thuần là huy động sức lực, chặn và càn quét hoặc là đột kích thôi. Cái mà gọi là một lần dáng bằng người hiệp, vốn dĩ Ngạo Phong đã sở hữu một sức mạnh to lớn không thua kém gì những vệ sĩ thượng cổ Long Nhân, cú vung tốc độ của Long Nha Chi Thương và hai thanh kiếm của hai cánh tay khổng lồ đều ngang nhau sự áp chế của tổ long vẫn trên thượng cổ cự long một bậc theo dòng chảy của thời gian ngạo phong càng chiến càng dũng mãnh nhưng cuối cùng cũng là vì thương pháp còn quá yếu trong thời gian gian không thể tìm được cơ hội thắng cuộc sau khi chiến đấu tầm một nén nhang ngạo phong cũng lãnh ngộ được vài điều sau khi dùng sức chống đỡ để hai thanh kiếm trên bàn tay khổng lồ rơi xuống đất đột nhiên cậu bất ngờ quay lại và cầm cây thương lùi về phía sau tên vệ sĩ thượng cổ long nhân đầu tiên phản ứng lại rồi bắt đầu đuổi theo mắt thấy sắp đuổi theo được thì ngạo phong liền nâng tay phải lên dùng lực, mũi nhọn ở phía sau chạm đất bật ngược lên, và rồi cơ thể to lớn đó như cối say gió vậy, vẽ thành hình vòng cung tuyệt mỹ trong không trung. Đợi đến khi Long Nha Chi Thương cùng với cơ thể hợp thành một đường thẳng, ngạo phong liền gầm lên như sấm, cơ thể và Long Nha Chi Thương đều xoay chuyển, đập thật mạnh vào vệ sĩ thượng cổ Long Nhân đến gần cậu ấy nhất. Ngay lúc này, thượng cổ Long Nhân vừa chém một đao còn chưa kịp phản ứng, không có cách nào chống đỡ cũng không né được, thế là đã bị ngạo phong đập thẳng lên đầu. Nghe một tiếng đùng, chiếc đầu to lớn đã nổ tung ngay tại chỗ. Một phát tan tành, tuyệt vời, Lưu Phong Sương không tự chủ mà phát ra một tiếng hô hào. Trong lòng tôi nghĩ, nếu như A Lê có mặt, nhất định sẽ càng hô to hơn thế. Tôi thường đối đãi với A Lê như em gái ruột, tên em rể ngạo phong này cuối cùng cũng biểu hiện rất tốt, tôi rất hài lòng. chương 757, Kiếm Hải Diệt Hồn 1 Đây là lần đầu tiên ngạo phong chiến đấu bằng cơ thể của người, trong trận cổ địa núi Hạ Lan, cậu ấy dùng cơ thể tổ long ứng chiến, trận thú chiều núi Lưu Ba ở quy khư quá yếu để có thể kiểm tra sức mạnh chiến đấu của cậu trong hình dạng con người. Trong trận chiến với vệ sĩ thượng cổ long nhân, tài thiện xả của cậu đã bị ép đến giới hạn, đồng thời cũng phát huy hết thiên phú của cậu ấy. Càng xem, tôi càng vui và tự hào thay A Lê. Tin chắc rằng sẽ không lâu nữa, Ngạo Phong có thể đuổi kịp Yến Thác và Hy Hòa, giữ vững uy danh tổ long. Tốc độ giết chóc của Ngạo Phong không nhanh bằng hai đại sát thần, nhưng chúng tôi cũng không vội, hai đại sát thần đang bận phục hồi thần niệm, còn chúng tôi thì đang lĩnh ngộ vẻ đẹp của sự giết chóc từ trong trận chiến. Giết chóc là một nghệ thuật, cũng là học vấn tối thượng không thấy điểm kết thúc. Nếu bạo lực không dùng để giết chóc thì nó thật vô nghĩa. Giết, không chỉ mong cầu sống tiếp, đôi lúc cũng là vì sự hòa bình. Dĩ chiến dưỡng chiến, dĩ sát chi sát, nếu là thời đại Thái Bình, mà đạo tôi thả ẩn cư ngồi nhìn thiên hạ Thái Bình, nhưng vào thời điểm hôm nay, thời đại mạt Pháp kết thúc, tôi thà nhìn tất cả đệ tử ma đạo đều biến thành sát thần, theo tôi giết lên cửu trùng thiên, lên núi đao xuống biển lửa. Đợi sau khi ngạo phong giết chết thượng cổ long nhân cuối cùng trong đại sảnh, hai cốt của thượng cổ long nhân trong đại sảnh đột nhiên có sự dao động thần niệm. Sau đó uy áp thần niệm đã ảo ảo ập đến chỗ chúng tôi, cực kỳ mạnh mẽ, mang theo cả hiệu quả nghiền nát của kẻ trên cơ. Thấy vậy, ngạo phong nhanh chóng rút lui. Sau khi hàng trăm vệ sĩ thượng cổ long nhân bị quét sạch, Khí đen do năng lượng long hồn chuyển hóa trong đại sảnh do không thể tìm được chỗ thoát nên đã trở nên nồng đậm dần lên. Cùng với sự hồi phục thần niệm của xương cốt long hồn, năng lượng long hồn điên cuồng bị bộ xương trắng hấp thu lấy. Sau một thời gian ngắn, khí đen biến mất, hoàn toàn được hài cốt long hồn hấp thụ. Ngay sau đó, hài cốt cự long bắt đầu biến đổi, nhanh chóng sinh ra da thịt đen ngòm và vảy rồng đen tuyền. Cơ thể khổng lồ phình to lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đồng thời sát khí hủy diệt không thể nhìn thấy trực tiếp ập đến. đợi khi hài cốt long hồn tự phục hồi xong, nhanh chóng nuốt hạt châu to bằng nắm tay vào miệng rồi mở to đôi mắt. khoảnh khắc mắt rồng mở ra, một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm đã trỗi dậy trong lòng tôi. sức mạnh con vệ hồn cự long này đã vượt qua thiên tôn mạnh nhất, thậm chí còn trên cả đỉnh cao thiên tôn, bỏ xa con vệ hồn long thần ở ngoài cổng thành kia. vệ hồn cự long lườm lấy chúng tôi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và chế giễu. nó không vội công kích bởi vì nó đã chết quá nhiều năm, cần thích ứng với thân thể sau khi tái sinh. Cùng với hơi thở của nó, tôi cảm thần thức của mình dao động, ngũ cảm lục giác của tôi đều bị đảo lộn hết lên. Ngưng thần bảo hộ bổn tâm, nó có thể hút đi lực lượng thần hồn. Tôi nói, liễu chi nhung sắc mặt tái nhợt, lưu phong xương cũng không khá hơn là bao, tôi nhờ ngạo phong bảo vệ họ rồi nhanh chóng rút lui. Hai đại sát thần lúc này đã phục hồi được một khoảng thời gian, tiến lên xin nghinh chiến tôi ngăn họ lại và nói phệ hồn cự long không thích hợp đánh cận chiến thần hồn rất dễ bị tổn thương để ta đấu với nó đối phó với phệ hồn cự long khó khăn nhất chính là lúc đánh cận chiến phải đồng thời phòng thủ ngăn bị nó hút lấy lực lượng thần hồn thần hồn mà bị tổn hại thì còn nghiêm trọng hơn việc thần niệm bị tổn hại thần niệm hao hết còn có thể khôi phục lại nhưng thần hồn bị tổn hại nguyên khí cực kỳ khó có thể trong thời gian ngắn mà khôi phục trở lại người có thể phục hồi thần hồn trong ma đạo chỉ có a lê mà A Lê lần này không đi cùng chúng tôi tới đây. Sau khi giải thích, Lâm Thanh Thủy thấy trong tay tôi không có thanh kiếm nào, muốn cho tôi mượn một thanh kiếm, nhưng đã bị tôi từ chối. Bây giờ tôi không thể có kiếm trong tay được, vì vốn dĩ tôi không định chiến đấu với phệ hồn cự long, mặc dù thần hồn của tôi đủ mạnh, nhưng khi cận chiến thì cũng không thể tránh được việc bị nó hút đi lực lượng thần hồn. Trong trận chiến này, tôi sẽ trực tiếp sử dụng ba đạo kiếm thai trong huyền quan mình. Nếu trong tay có kiếm thì lại thành gánh nặng cho tôi. Sau khi chuẩn bị xong, tôi một mình đi về phía trước 10 trượng, đứng yên, mở huyệt thần đình, triệu hồi ba phôi kiếm thai. Ma kiếm thao thao, mức độ tương thích giữa ma kiếm và tôi là cao nhất, hoàn toàn hấp thụ hết đạo thất sát của tôi, là chủ kiếm của tôi. Khi kiếm thai ma kiếm xuất hiện, tôi dùng thần niệm khống chế nó, bắt đầu giải phóng ra kiếm khí để hình thành kiếm hải ma kiếm, giấu trong lòng đất. Kiếm hải ma kiếm được tạo ra, tôi triệu hồi quỷ kiếm sau đó kiếm hải quỷ kiếm hình thành đã ẩn mình trong không trung đợi chờ thời cơ bùng phát. Cuối cùng, tôi đã triệu hồi kiếm thai thần kiếm, tạo ra kiểm hải thần kiếm được giấu ở không trung nơi đại sảnh. Ba tầng kiếm hải, trồng chất lên nhau, sát ý chẳng chịt, kiếm khí đan sen. Đây là thần thông mạnh nhất mà tôi từng có trong đời, cũng là lần biểu hiện lực chiến mạnh mẽ nhất. chương 758, Kiếm Hải Diệt Hồn 2 Bố trí xong xuôi, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhóm, ngay lúc này, vệ hồn cự long đã hoàn toàn thích ứng với cơ thể mới bước từng bước nặng nề về phía tôi cơ thể đen kịt của con rồng tỏa ra một thứ ánh sáng đen kỳ lạ thứ đang di chuyển đến rõ ràng là một con rồng nhưng lại tựa như một ngọn núi đầu rồng rũ xuống trong mắt rồng lãnh đạm đầy châm chọc khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào ngoài sát khí với sức hủy diệt đáng sợ ra sức mạnh hấp thụ thần hồn mạnh mẽ khiến thức thần của tôi kinh hãi muốn trốn chạy tôi đóng huyệt thần đình phong tỏa đường thoát của thức thần đồng thời cũng chặn đường quay về của ba kiếm thai. Kiếm Hải không phải là vật chết, cần được dẫn dắt bởi thần niệm của tôi. Nếu tôi còn chút may mắn nào đó, ngay lập tức sẽ mất kiểm soát, chỉ khi không mang tất cả thì mới có thể chết đi sống lại. Phệ hồn cự long ngày càng tiến đến gần hơn, đầu của nó cũng từng chút một ngẩng lên. So với cơ thể rồng khổng lồ của nó, tôi giống như một con kiến bé tí. Đợi khi phệ hồn cự long tiến đến rìa kiếm Hải, nó cảm nhận được sự hiện diện của sát khí nên đã dừng bước lại. Những cảm xúc tức giận thay thế cho sự khinh thường, rất nhanh đã bùng nổ cơn giận, hướng về phía kiếm hải mà gầm lên một tiếng, vang vọng cực kỳ, ẩn chứa bao nhiêu là sát khí. Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp đại sảnh, những bức tường đá trong đại sảnh dưng lắc đến bong ra, thậm chí đến sàn đá hắc diệu kiên cố khó vỡ cũng xuất hiện vết nứt. Ba tầng kiếm hải đồng thời mất kiểm soát, dấy lên một đợt sóng gió lao đao. Trong số đó, kiếm hải thần kiếm là yếu nhất, có nguy cơ sụp đổ, tôi phải tập trung thêm thần niệm vào đó để ổn định dấu hiệu sụp đổ. Sai khi phệ hồn cự long gầm lên một tiếng, nhận ra rằng sát khí của kiếm hải vẫn còn đó, nên cơn giận lại lần nữa bùng lên. Sự kiêu ngạo của kẻ bề trên không cho phép nó làm ra bất kỳ hành động vô nghĩa nào, chỉ có hung tàn cắn xé, hủy diệt rồi nuốt chừng tất cả sinh linh trước mắt, mới có thể chút bỏ lửa giận từ sâu trong linh hồn. Âm, um, một chi trước giày đặc của phệ hồn cự long bước vào lĩnh vực của kiếm hải, luồng hình kiếm khí vô tận bị kích động và mất kiểm soát, lực hủy diệt mạnh mẽ gần như xé nát kiếm hải ma kiếm của tôi. Không chỉ có kiếm hải bị công kích, mà thần niệm của tôi cũng rơi vào khủng hoảng, thức thần cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng tôi đành phải cắn răng ổn định hình dạng kiếm hải, không lập tức phát động công kích. Thời cơ chưa đến, tôi cần đợi phệ hồn cự long toàn bộ tiến vào kiếm hải, mới phát động công kích, chỉ khi làm vậy thì mới có thể vây chặt nó. Nó không chết thì tôi chết, thành bại chỉ trong khắc này. Nếu không thể một đòn hạ gục, Đánh một trận tiêu hao thì chúng tôi ắt sẽ không thể thắng được, thậm chí có thể sẽ chôn mạng ở nơi này, thần hồn biến thành thức ăn cho nó. Đùng, vuốt sông thứ hai đã đặt vào kiếm hải, toàn bộ kiếm hải đều vang vọng lên. Lần này chẳng những kiếm hải ma kiếm mất khống chế, mà kiếm hải ma kiếm ẩn giấu trên không trung cũng chịu ảnh hưởng. Âm, um, ầm, um, liên tiếp hai tiếng chấn động cực lớn, cuối cùng toàn bộ bốn chi của phệ hồn cự long đều bước vào kiếm hải. Áp lực thần niệm nặng nề khiến thức thần tôi cảm thấy bất an, hơi thở của tôi hỗn loạn tim ma đập mạnh như gõ trống, tôi há miệng nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn bộ thất khiếu đều chảy ra một dòng nhiệt nóng, cả ba kiếm thai cũng không thể chịu nổi áp lực như vậy. Kiếm thai thần kiếm là nơi đầu tiên xuất hiện vết nứt, mà kiếm hải thần kiếm bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Vào lúc này, tôi nghiến răng nghiến lợi hét lớn, thần kiếm miểu miểu, giết. Vào khoảnh khắc kiếm hải thần kiếm sắp vỡ vụn, đã rơi từ trên không xuống. Công kích của kiếm hải là một loại công kích không chênh lệch, đạt chiến lực của thiên tôn, ngay cả một con quái vật khổng lồ với sức phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ như phệ hồn cự long cũng không thể ngó lơ được. Lúc này đây, chỉ thấy cơ thể láng bóng của phệ hồn cự long chuyển động, rất hiển nhiên, nó đang điều động lực long nguyên để chắn sát ý từ trên không trung đang rơi xuống. Đoàn, toàn bộ kiếm hải thần kiếm rơi ập xuống lưng của phệ hồn cự long, tạo ra âm thanh rung chuyển trời đất. Thế nhưng, sức mạnh của thần kiếm có hạn, lại bị phệ hồn cự long kích hoạt lực phòng ngự từ long nguyên từ sớm, kiếm hải thần kiếm không thể làm trọng thương cơ thể con rồng, mà chỉ phá hủy một phần vảy rồng mà thôi. Phệ hồn cự long kêu lên một tiếng đau đớn, rồi biến tất cả thành sát ý. Giờ khắc này, thần niệm và long nguyên của phệ hồn cự long còn đang dừng ở phần lưng bị công kích kia, vào ngay lúc này tôi hét lớn, giết. Kiếm khí của thanh ma kiếm với lực sát phát mạnh mẽ từ bụng dưới của phệ hồn cự long mà thoát ra. Kiếm hải ma kiếm là chiến lực mạnh nhất của tôi, kiếm khí cũng dồi dào nhất, một khi giải phóng ra thì không thể thu lại, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén vô hình, Đâm từ phần bụng xuyên thẳng qua cơ thể của Phệ Hồn Cự Long. Nơi nào không có thần niệm thì nơi đó cũng không có Long Nguyên chi lực, chỉ dựa vào một mình vảy rồng thì không thể đỡ được đòn đánh không chênh lệch đến từ kiếm hải ma kiếm của tôi. Phệ Hồn Cự Long hét lên liên tục, vảy rồng bay như mưa, khí đen lan ra từ miệng vết thương bị đâm xuyên qua. Nhận đòn kiếm hải ma kiếm với toàn bộ sức mạnh kia, cơ thể Phệ Hồn Cự Long phải nhận trọng thương khó mà hồi phục được. Phần lớn cơ thể rồng đang trong tình trạng mưng mủ, vết thương ngày càng nặng hơn tứ chi run rẩy, cơn đau dữ dội ăn mòn long hồn, khiến nó gần như không thể ổn định được cơ thể rồng to lớn của mình, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. thế nhưng, chết chết mà không ngã nhào, nỗi đau tột cùng, cảm thấy cái chết đang đến gần, điều này đã kích thích mặt bạo lực của phệ hồn cự long. nó lại mở miệng, hướng về phía tôi chuẩn bị gầm lên như thể muốn báo thù. ngay lúc này thì thức thần của tôi gần như rơi vào trạng thái sụp đổ và bị phân tách, đương nhiên không thể gắng ngượng chịu đựng đợt xung kích sóng âm từ tiếng gầm của nó nên ngay khi nó mở miệng chuẩn bị dội xung kích sóng âm ra, tôi đã quyết đoán sử dụng đợt kiếm hải cuối cùng. Quỷ kiếm u u, giết, luồng hình kiếm khí quỷ kiếm vô tận hóa thành một dòng nước lũ tràn vào miệng rồng, hung hăng xông vào bụng phệ hồn cự long, sát phạt không ngừng. Cuối cùng, tiếng gầm cuối cùng của con rồng đã không phát ra. Dưới sự sát phạt từ cả bên trong lẫn bên ngoài của ba tầng kiếm hải, hình kiếm khí vô tận, cơ thể khổng lồ của phệ hồn cự long cuối cùng cũng sụp đổ và tan rã ngay cả tiếng kêu rên cuối cùng cũng không thốt ra được. Khoảnh khắc vệ hồn cự long ngã xuống đất, cơ thể tôi lắc lư rồi cũng không thể duy trì tư thế đứng vững nữa, hai đại sát thần đã kịp thời lao lên đỡ lấy tôi. Tôi yếu đến mức không thể mở miệng nói được lời nào, sau khi miễn cưỡng thu lại ba tầng kiếm thai hư tổn trước mặt, thì hai mắt nhắm nghiền, hôn mê mất. chương 759, Đạo Thể của Tạ Uẩn 1 Trong khoảng thời gian tôi hôn mê, nhân, tiên hai đạo lần lượt thể hiện bản thân, trải qua nhiều trắc trở, với cái giá phải trả là vài chục sinh mệnh, công phá thần điện thủ hộ Hắc Diệu và thần điện thủ hộ Băng Sương. Chỉ còn sót lại một tòa thần điện thủ hộ Thị Huyết, vẫn còn đang giao đấu. Thị Huyết Cự Long là khó đối phó nhất, bởi do Thị Huyết Cự Long có một thiên phú chủng tộc rất biến thái, Thị Huyết cuồng bạo. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của hơi máu trong không khí, thì tốc độ và sức mạnh sẽ tăng lên vượt trội. Nói cách khác, kẻ thù càng bị thương nặng, chúng lại càng mạnh hơn. Theo thỏa thuận, nhân, tiên hai đạo sẽ liên thủ công đánh thần điện thủ hộ thị huyết. Nhân đạo cử ra Lữ Thuần Dương, tiên đạo lại phái hai người, đệ tử thân truyền cuối cùng của Thái Ất Tiên Tôn, Kiếm Vô Ngân và Tây Cực Câu Trần Đại Đế. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng ba người này gần như là sự tồn tại mạnh mẽ nhất của cả nhân đạo và tiên đạo. Thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã đạt thành công rực rỡ, một kiếm có thể chặn được trăm vạn đại quân, Tây Cực Câu Trần Đại Đế hiển hóa thành yêu thân có lực chiến của đạo tổ, bản thân thành tựu thần kiếm của kiếm vô ngân đã có được chân truyền của Thái Ất Tiên Tôn, lục tiên kiếm trong tay, uy lực khôn cùng. Thái Ất Tiên Tôn là thiên tôn nguyên lão của tiên đạo, cũng là nguyên lão mà Ngọc Hoàng Đại Đế tín nhiệm nhất tiên đạo. Đệ tử của ông là kiếm vô ngân tuân theo ý muốn của Thái Ất Tiên Tôn, trung thành với mộ dung nguyên duệ. Mộ dung nguyên duệ ban đầu vốn không định để kiếm vô ngân và Lữ Thuần Dương cùng nhau xuất chiến, thiên phú thần kiếm của kiếm vô ngân cực kỳ cao, sợ rằng Lữ Thuần Dương sinh lòng đố kỵ mà âm thầm dở trò Thế nhưng, Tây Cực Câu Trần Đại Đế tùy tiện nói một lời, thành tiểu thần kiếm của Thuần Dương kiếm tiên, e là sớm đã vượt qua cả Thái Ất tiên tôn rồi. Cũng chính vì câu nói này đã dấy lên lòng hiếu thắng của Kiếm Vô Ngân. Thành tiểu thần kiếm của Kiếm Vô Ngân hãy còn lâu mới đạt mức thành công mỹ mãn, nhưng người trẻ tuổi thì vẫn có sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi, trước giờ vẫn không thiếu đi dũng khí. Thay vì tin vào cảnh giới tu vi, cậu ta lại tin vào thanh kiếm lục tiên trong tay mình. Công khi công phá thần điện thủ hộ Hắc Diệu và thần điện thủ hộ Băng Sương, Mộ Dung Nguyên Duệ và Tạ Lưu Vân đã tập trung người ngựa bên ngoài cổng dịch chuyển ở thần điện thủ hộ Thị Huyết. Hai trong số bốn thần điện thủ hộ đã bị phá vỡ, lực công kích của Long Hồn Huyễn Tưởng cũng bị suy yếu đi một nửa. Nhân Tiên Hai đạo một bên ung dung chặn đánh các đòn sát phạt của Long Hồn Huyễn Tưởng, một bên nhìn chằm chằm vào cổng dịch chuyển. Cái nhân đạo quan tâm là sự sống chết của Lữ Thuần Dương, trong khi đó thì Thiên đạo lại để ý đến câu Trần Đại Đế và Kiếm Vô Ngân trên thực tế tạ lưu vân không quá lo lắng về lữ thuần dương bởi vì lữ thuần dương đã mang theo kiếm thanh sách đi vào thanh kiếm này đã phong ấn vong hồn của các vị thần thượng cổ trong hoàng hôn chư thần một khi giải phong ấn sức mạnh vượt xa cả ngàn đạo binh cả đạo tổ cũng không thể đỡ đòn mộ dung nguyên duệ cũng không quá lo lắng về câu trần đại đế thân là một yêu đế lâu năm câu trần đại đế quỷ kế đa đoan lại thần thông khó lường bản thân ông ta đã là đỉnh cao thiên tôn hiển hóa yêu thân lại càng sở hữu chiến lực đạo tổ người cô ấy lo lắng là kiếm vô ngân kiếm vô ngân và đắc kiều công chúa là những người lãnh đạo tương lai của tiên đạo lại càng là trợ thủ đắc lực đáng tin cậy của cô ấy cổng dịch chuyển trong thời gian dài vẫn không có động kính mộ dung nguyên duệ ngày càng cảm thấy bất an cô ấy rất hối hận vì đã không ngăn cản kiếm vô ngân xuất chiến thần điện thủ hộ thị huyết một thuần dương kiếm tiên đã khiến cô ấy vô cùng bất an còn thêm có một vị câu trần đại đế địch ta bất phân ở trong gây sự nữa nếu có chuyện gì xảy ra với kiếm vô ngân thì chiến tích lần này của Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, điều này sẽ càng gây bất lợi cho danh tiếng của cô ấy. Quan trọng hơn là cô ấy không có cách nào báo cáo lại với Thái Tiên Tôn. Điều mà Mộ Dung Nguyên Duệ tâm niệm là binh chủ chiến kỳ, nhưng cô ấy cũng không có mấy hy vọng với lá cờ này. Nếu không thể lấy được binh chủ chiến kỳ, cô chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, kết hôn với Hạo Thiên Thái tử, hợp nhất binh bộ và pháp bộ, ổn định cục diện hỗn loạn thiên đình. Hạo Thiên Thái tử không giỏi tu hành, tam cung lục viện lại không đếm xuể, nghe nói, hắn còn dây dưa mập mờ với quảng hàn tiên tử. Mộ dung nguyên duệ bằng thanh ngọc khiết, hết lòng vì đạo, trong lòng cô ấy ngàn vạn lần kháng cự chuyện này. Nhưng nếu nàng không làm như vậy, cô ấy làm sao xứng với sự ủy thác của Ngọc Hoàng Đại Đế. Trước khi Ngọc Hoàng Đại Đế mất, ông không chỉ ban cho cô ấy danh phận tổ sư tiên đạo, mà còn trao cho cô ấy kiếm tử dĩnh. Rất lâu trước khi kiếp trước của cô ấy là cửu thiên huyền nữ trùng sinh, Ngọc Hoàng Đại Đế đã khổ tâm lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ. Có thể nói, không có Ngọc Hoàng Đại Đế thì không có mộ dung nguyên duệ ngày hôm nay. Càng nghĩ càng thấy loạn, đang trong cơn muộn phiền, mộ dung nguyên duệ quay đầu nhìn thoáng qua cổng dịch chuyển thần điện thủ hộ phệ hồn cũng im như tờ kia. Bảy người của ma đạo đã vào đó rất lâu rồi, độ khó của thần điện thủ hộ phệ hồn còn xếp trên thần điện thủ hộ thị huyết nữa. chương 760, Đạo Thể của Tạ Uẩn 2 Tạ Lưu Vân vừa đúng lúc cũng nhìn qua thần điện thủ hộ phệ hồn, đi đến chỗ mộ dung nguyên duệ nói nguyên phượng thủy kỳ lân không có ở đây tử thần lâm thủy họa lại mất trí nhớ huyễn ma thiên tôn kiêm hà lại đang bế quan trận này của ma đạo khó đánh đây tạ lan nhờ vào cơ duyên của thuần dương kiếm tiên mà chứng thiên tôn hoàn tất lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa của thái cổ tam kiếm đạo mộ dung nguyên duệ thản nhiên nói vậy đã làm sao tạ lan trong tay không có kiếm sức chiến đấu của hắn ít nhất đã mất đi phân nửa tạ lưu vân nói tuyệt thế kiếm khách thảo mộc trúc thạch vạn vật đều có thể làm kiếm. Vậy cũng phải đạt đến viên mãn thành tựu mới được, có lẽ Tạ Lan đã ngưng tụ ra kiếm thai của Thái Cổ Tam Kiếm Đạo, nhưng để hợp lại làm một thì còn cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu không thể chạm được lực hỗn độn nguyên sơ, mà đạo ở thần điện thủ hộ phệ hồn sẽ thập tử nhất sinh. Nghe những lời Tạ Lưu Vân nói, tim của Mộ Dung Nguyên Duệ càng trở nên rối bời hơn. Lần này tôi hôn mê rất lâu, khi tỉnh lại lần nữa, trong đại sảnh đã khôi phục sự yên bình. Ngạo Phong đã tế xuất Long Châu bản mệnh của cậu, thân thể của tôi đã bị họ xếp thành tư thế ngũ tâm triều thiên, giống như năm đó cậu trị thương cho khương tuyết dương. tôi mở mắt ra, yêu cầu ngạo phong thu hồi lại long châu. đạo tổ, bây giờ ngài cảm thấy thế nào? liễu chi nhung quan tâm hỏi. không sao, đã qua bao lâu rồi? tôi hỏi. từ lúc chúng ta tiến vào đến giờ đã là ba ngày. lưu phong Sương đáp, ô, chúng ta không vội. tôi yêu cầu liễu chi nhung tiếp tục luyện hóa long châu mà thượng cổ long nhân vệ sĩ để lại. tôi cũng bắt đầu ngồi thiền thức thần vào huyền quan xem xét tình hình của kiếm thai trong số ba kiếm thai thần kiếm bị hư hại nghiêm trọng nhất lúc này ánh trăng trong huyền quan đang vây lấy nó dưới ánh trăng soi sáng ba kiếm kiếm thai đều tỏa ra ánh sáng thần kiếm là kim quang ma kiếm là hắc quang quỷ kiếm là lam quang kiếm thai phục hồi mất thêm một ngày thời gian sau khi phục hồi phát hiện ra kích thước của chúng có sự thay đổi đặc biệt là ma kiếm lưới kiếm gần như đã hoàn chỉnh điều này có nghĩa là việc viên mãn ma kiếm của tôi cách biệt ngày càng gần khống chế kiếm hải là sự rèn rũa tốt nhất đối với kiếm đạo đặc biệt là trong trận chiến sinh tử này cái kiểm tra chính là sự tương thích giữa kiếm ý và ý chí thần hồn sức chịu đựng của tinh thần năng lực cảm mộ của bản thân kiếm ý còn có sự lý giải đối với ý nghĩa thâm sâu của kiếm đạo trong loại chiến trận này mỗi chiến thắng sẽ mang lại một sự gia tăng lớn về sức mạnh đợi khi ba kiếm thai lần lượt phục hồi xong xuôi Liễu Chi Nhung cũng đã hấp thụ những viên Long Châu ảm đạm kia, sau khi Long Nguyên hoàn toàn khô cạn, thì Long Châu biến thành bột mịn, không còn giá trị gì. Hai đại sát thần cũng không nhàn rỗi, bọn họ đem cự hình song thủ đại kiếm của thượng cổ Long Nhân vệ sĩ để lại phá hủy hết toàn bộ, rồi cho tạo ẩn hấp thụ hết khí tiên thiên canh kim có trong thân kiếm. Khí tiên thiên canh kim trong thanh cự hình song thủ đại kiếm cực kỳ nồng đập, linh khí thượng cổ hồng hoang vô cùng đầy đủ, khí tiên thiên ngũ hành cũng cực kỳ dồi dào. Nơi này có hàng trăm thanh cự hình song thủ đại kiếm, đủ để tạo ẩn hoành thành một lần đột phá. Đao pháp và pháp môn tu hành của tạo ẩn đều đến từ thủy hỏa, âm thân cũng giống với thủy họa lúc ban đầu, được hình thành từ sự ngưng tụ của khí tiên thiên canh kim và âm khí. Trước ở cổ địa hoang mạc Long Môn, sức mạnh tinh thần của tạo ẩn đã được nâng lên đến cảnh giới thiên tôn, chỉ là sức mạnh của âm thân vẫn bị bỏ xa, không theo kịp được. Sau khi nuốt chừng một lượng lớn khí tiên thiên canh kim, âm thân của tạo ẩn cũng được tăng cường rất nhiều, lờ mờ đã luyện ra được đạo thể thiên tôn. Có được đạo thể thiên tôn, tạo ẩn có thể tu hành 40 chiêu đao pháp dương cực của đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn. Đợi sau khi lĩnh ngộ hết 80 đao, tạo ẩn có thể dựa vào bộ đao pháp này mà chứng thiên tôn. Còn về một đao cuối cùng là quy nguyên tịch tà là chuyện rất lâu sau đó, cần phải trải qua rất nhiều trận chiến và lễ rửa tội mới có cơ duyên lĩnh ngộ nó. Xét về tốc độ tu hành, tạo ẩn nhanh hơn tôi năm đó rất nhiều. Khiến lòng tôi không khỏi cảm thán, mà đạo tổ sư đã tính toán hết thảy mọi thứ để tạo thành tôi, mà hiện giờ những việc tôi làm lại tạo nên một tạo ẩn. Tạo ẩn sở hữu cơ duyên phong phú, hậu duệ của si vưu, cơ cứu lê, khí số nhân tộc, người bảo vệ, đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, đệ tử ma đạo, còn có đại vô từ phúc bảo vệ kỹ càng. Nếu cô ấy không ký vào thỏa thuận người bảo vệ, tôi rất sẵn lòng mà bồi dưỡng cô ấy như đời ma đạo tổ sư tiếp theo, bởi vì tôi nhìn thấy tiềm năng vô tận từ cô ấy. Tạo ẩn, nếu trời diệt chúng sinh, nhân tộc diệt phong cô còn nguyện ý trở về làm đệ tử ma đạo không nghĩ tới đây tôi nhìn cô ấy hỏi đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng tạo ẩn đáp với lời hứa của cô ấy trong lòng tôi cảm thấy yên ổn hơn một chút không phải tôi dự tính cho ngày mưa gió mà trong lòng tôi thường có dự cảm rằng mình không thể làm ma đạo tổ sư quá lâu khi từ phúc xem mệnh đã từng nói ma đạo sẽ vì tôi mà bắt đầu cũng vì tôi mà kết thúc nếu muốn giữ được ma đạo thì tôi chỉ có một cách rời khỏi ma đạo Đương nhiên, đây là chuyện rất lâu sau đó. Chỉ nhìn vào tình hình hiện tại, thì tôi thả sống chết cùng ma đạo. chương 761, Ám Hắc Yêu Long 1 Sau khi phệ hồn cự long chết, đã để lại hạt châu ngọc to bằng nắm tay, có vầng sáng lai động xung quanh. Đây là một viên long châu bản mệnh chứa long nguyên dồi dào, sự quý giá của nó vượt xa tổng số của tất cả các viên long châu ảm đạm kia. Chính vì nó quá quý giá nên ngay cả ngạo phong cũng bị cám dỗ nhưng cậu cũng chưa chạm vào, bởi do viên long châu này là vật quan trọng để mở ra cánh cửa ở cuối đại sảnh. Trên cửa đá điêu khắc một ký hiệu rồng bí ẩn, ở giữa có một rãnh tròn. Tôi đặt viên long châu bản mệnh của phệ hồn cự long vào rãnh, ngay lập tức toàn bộ cánh cổng đá phát ra ánh sáng trắng lẫn ánh sáng đen. Ký hiệu cự long bắt đầu tỏa sáng, sau đó bay ra khỏi cửa đá, ngưng tụ thành một con rồng màu đen và xuyên thấu trong không trung. Con cự long này được ngưng tụ bởi nguồn long nguyên thuần túy theo một quy luật nhất định tôi còn tưởng rằng phải đánh bại nó thì mới qua ải, nhưng không ai ngờ, con cự long này không có thủ ý với chúng tôi. Ngay cả Liễu Chi Nhung cũng không cảm thấy khó chịu vì long uy của nó. Đây là loại rồng gì? Lưu Phong Sương hỏi, là long cách, ngạo phong đáp, long cách, Lưu Phong Sương lại hỏi, long cách là cơ duyên để hóa rồng, Liễu Chi Nhung, cơ hội mà cô đợi đã đến rồi. Tôi nói, thật sao, Liễu Chi Nhung trên mặt tràn đầy hưng phấn, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Để mở cánh cửa đá này thì cần dùng đế long châu của phệ hồn cự long, bởi vì cửa đá này được bảo vệ bằng cả tính mạng của phệ hồn cự long, phong ấn bằng long cách của nó. Sau khi phệ hồn cự long chết thì thần thức và long hồn đều bị xóa sổ, long cách này trở thành một vật vô chủ. Chỉ cần là đại yêu thuộc chủng rồng thì có thể nuốt lấy long cách, hóa thành thượng cổ cự long, và lại cũng không cần lo lắng sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Thiên kiếp đại yêu hóa rồng chỉ xuất hiện khi ngưng tụ long cách, trực tiếp nuốt chửng long cách sẽ không làm phát động thiên kiếp cũng không bị tứ linh thần thú nhắm tới nhận ra sự quý giá của cơ duyên này liễu chi nhung đỏ mặt vì phấn khích đôi mắt to mê ly đang tỏa sáng rực rỡ thân là một thánh nữ của tộc tương liễu cô ấy có một khuôn mặt hoàn hảo đến mức làm điên đảo chúng sinh lông mày lá liễu đôi môi đỏ mọng cặp mắt tựa sóng nước mùa thu mũi lại thanh tao mỗi cái cao mày và nụ cười đều chạm đến trái tim là nữ tướng hấp dẫn nhất trong số chiến tướng ma đạo tôi chỉ xét riêng về nhan sắc Liễu trí lộc thậm chí còn xếp trên kiêm hà. Thế nhưng, sự nữ tính chỉ thuộc về cô ấy là nhờ vào thể chất của đại xà tương liễu. Một khi cô ấy hóa rồng, sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới. Phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, không có người phụ nữ nào trên đời không quan tâm đến dung mạo của mình, ngay cả thủy hỏa cũng không ngoại lệ. Có một câu nói rất hay, đàn ông sinh ra là để chinh phục thế giới, còn phụ nữ sinh ra là để chinh phục đàn ông. Đây là bản năng khắc sâu trong linh hồn, không liên quan gì đến đạo tâm. Thế nhưng, giữa sức mạnh và sắc đẹp, Liễu Chi Nhung không chút do dự. Cả tộc tương Liễu từ hàng chục vạn người đến hôm nay chỉ còn lại vài ngàn người, trong trận quy khư lại chịu tổn thất nặng nề, ngay cả thánh điện của đại xà tương Liễu cũng bị phá hủy, cắt đứt hương hỏa truyền thừa. Lưu phong xương của hồ tộc Thanh Khâu đã chứng thiên tôn, tộc tương Liễu cần một sự tồn tại mạnh mẽ để bảo vệ tộc nhân của mình. Trận chiến phong thần này sẽ không thể biết được hồi kết, tôi cũng không thể đưa ra lời hứa sẽ bảo vệ toàn bộ tộc tương Liễu, cũng giống như tôi năm đó không thể bảo vệ hồ tộc thanh khâu vậy liễu chi nhung thân là thánh nữ tộc tương liễu với cô mà nói sức mạnh là vô cùng quan trọng sau khi hỏi rõ ràng làm thế nào để hấp thụ long cách liễu chi nhung bước tới và đứng trước mặt long cách tộc tương liễu đa tình năm đó khi liễu yên thạch và cung công yêu nhau tấm lòng son sắt có thể mòn cả núi non sau khi hóa rồng liễu chi nhung đời này rất khó để vướng bận chuyện nhân duyên nữa cự long tôn quý và kiêu ngạo trên đời này có rất ít người xứng đáng với đoạn tình duyên của Cự Long. Tương tự như vậy, Cự Long cũng có tuổi thọ vô tận. Một ánh nhìn qua vạn năm, có thể thấy hết thăng trầm của nhân sinh. Ba thần thú cũng cô đơn như vậy, mãi đến Ngạo Phong mới may mắn có A Lê bầu bạn, Thái Cổ Nguyệt Ma cũng không có giới hạn tuổi thọ. Trời không cho trường thọ, người tu hành dù có mạnh đến đâu cũng có ngưỡng tuổi thọ nhất định, nếu không thì Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã không mất đi. Yêu càng sâu đậm thì nỗi cô đơn, tịch mịch của sau này lại càng nhiều. Vậy nên, sau cái chết của ma đạo tổ sư, phá quân hộ pháp thiên tôn mới sách đao xuống âm ti. Gừ, cùng với tiếng rít lên, liễu chi nhung hiển hóa thành thú thân đại xà tương liễu. Chân thân của đại xà dài ngàn trượng hình thành, phải của nó tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Lòng cách thuần khiết một lần nữa bị xé nát, biến thành vô số phù văn ánh đen, bị đại xà tương liễu do liễu chi nhung biến thành nuốt vào trong bụng. Đợi khi cụm phù văn cuối cùng biến mất, toàn thân đại xà tương liễu phát ra ánh hắc quang. Luồng khí đen vô tận bao phủ toàn bộ mọi thứ, che đi thân rắn của cô ấy. Chúng tôi không thể nhìn thấy những thay đổi ở cô ấy, chỉ nghe được tiếng cô ấy kêu gào trong đau đớn. Nỗi thống khổ khi rắn hóa rồng không kém hơn là bao so với lúc vì họa niết bàn. Chương 762, Ám Hắc Yêu Long 2. Lúc đau đớn tột cùng, Liễu Chi nhung phát ra một tiếng gầm khàn khàn, cơ thể rắn khổng lồ run rẩy không ngừng. Tôi không phát hiện ra sự thay đổi nào trong của con rắn chỉ thấy được phiến đá hắc rượu dưới cơ thể con rắn nứt ra từng mảng. Có những âm thanh dày đặc vang lên, giống như tiếng xương gãy giòn tan vậy. Rắn hóa rồng, trước tiên phải từng chút một phá hủy thân thể của rắn, rồi mới lại trùng tụ cơ thể mới. Không chỉ nhục thân, mà ngay cả thần hồn cũng vậy, phân tán trước rồi mới lại dung hòa với long cách. Không phá thì không xây được, phải hủy diệt thì mới có thể trùng sinh. Chỉ có như vậy, Liễu Chi Nhung mới có thể cả huyết mạch lẫn thần hồn hóa thành thượng cổ cự long. Cuối cùng, Liễu Chi Nhung ngừng rên rỉ thảm thiết, hơi thở yếu ớt ngày càng trở nên nặng nề, mặt đất ngừng rung chuyển, màn sương đen bao phủ lấy thân thể cô bắt đầu tan biến. Đợi khi khói đen tan đi, tôi nhìn thấy một con rồng đen trưởng thành. Tinh tế, nho nhã, mỗi chiếc vảy rồng đều có ánh kim loại. So với tập tính bạo tàn, hung ác của phệ hồn cự long, con rồng đen này trông dịu dàng và tình cảm hơn, đầu rồng rũ xuống. Giống với con rắn nhỏ đã từng nằm trong lòng bàn tay của tôi vậy Rắn hóa rồng có rất nhiều nguy hiểm một trong số đó là mất thần hồn và mất đi bản tính vốn có. Bây giờ xem ra Liễu Chi Nhung không hề phụ sự kỳ vọng của tôi. Cô ấy thành công rồi sao? Lưu Phong Sương hỏi, còn thiếu một bước cuối cùng. Hóa rồng tuy đã xong nhưng vẫn còn thiếu bước cuối cùng, điểm nhãn cho rồng. Nói xong, tôi bước đến chỗ con rồng đen do Liễu Chi Nhung hóa thành. Đặt tay lên đỉnh đầu của cô, miệng nhầm, ngũ hành vì ngã nhậm ý du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cùng ách nghịch tấn thiện ngôn. Thật ra, Liễu Tri Nhung cũng có thể tự mình mở mắt, chỉ là đang dở tính nét thiếu nữ, muốn đợi tôi điểm nhãn cho cô ấy. Cái gọi là điểm nhãn vốn không phải là để cự long mở mắt, mà là để tôi xác nhận lại thân phận của cô ấy, cô ấy là đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng của tôi. Hắc Long đã mở mắt, đôi mắt lấp lánh vô cùng. Uy áp thần niệm của thượng cổ cự long cứ thế chào tới, như là sóng biển dâng trào, cuồn cuồn ập đến thậm chí không kém hơn bao nhiêu so với vệ hồn cự long ở đại sảnh đã bị ba tầng kiếm hải của tôi tiêu diệt phải biết rằng chiến lược của liễu chi nhung khác xa với vệ hồn cự long điều này cho thấy sự thăng tiến sau khi cô ấy hóa rồng đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người đạo tổ đây ngạo phong ngạc nhiên hỏi cô ấy không phải là một cự long bình thường đại sa tương liễu mang theo bản tính nhân tộc giữa trời đất còn có người sống phần nhân tính này khiến cô ấy sau khi hóa rồng lại càng tôn quý cũng càng mạnh mẽ hơn tôi nói Vậy bây giờ cô ấy là loại rồng gì? Yêu Long, Đại Sa Tương Liễu Âu cùng là một phần tử trong yêu tộc, vậy nên khi hóa rồng thì cũng sẽ là một yêu Long. Nhưng không phải là một con yêu Long bình thường, mà là một ám hắc yêu Long, bởi vì ám hắc là sức mạnh hỗn loạn nguyên sơ mà phệ hồn cự Long làm chủ. Khi quá trình hóa rồng hoàn thành, Liễu Chi Nhung đã nhảy ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn. Về phần chiến lược hiện tại của cô ấy, chỉ có bản thân cô ấy biết. Vậy cô ấy còn có thể biến thành hình người không? Ngạo Phong lại hỏi: "Được, nhưng còn tùy cô ấy có muốn hay không, lời tôi đáp còn mang ẩn ý khác." Liễu Chi Nhung đã hơi do dự trước đó, đúng là rất khó để từ bỏ dung nhan tuyệt mỹ mà đại xà tương Liễu ban tặng cho cô. Sau khi hóa rồng, cô ấy sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới, dù là xấu xí hay hoàn mỹ, cũng chỉ có thể tiếp nhận, không thể bị huyễn thuật thay đổi, bởi vì nó đại diện cho tôn nghiêm của cô ấy. Cự Long cũng tôn quý vô song, cũng có thẩm mỹ độc đáo của riêng mình. Tôi cũng tò mò về hình dạng con người của Liễu Tri Nhung, mỉm cười nhìn cô ấy. Mắt rồng to lớn của Liễu Chi Nhung có chút né tránh, trông rất đáng yêu. Nhưng cô ấy cũng không do dự quá lâu, theo cùng một loạt ảnh quang biến hóa, cuối cùng cũng lần đầu tiên xuất hiện dưới hình người. Trung Quy vẫn xấu hổ, hình người sau khi hiển hóa vẫn quay lưng lại với chúng tôi. Mê hoặc và duyên dáng, những đường cong hoàn mỹ, vòng eo thon thả đầy đặn, cặp mông đầy đặn mê ly. Trên người mặc bộ chiến giáp do vảy rồng hiển hóa, Chiến giáp đen tuyền và sáng loáng, càng tôn thêm làn da trắng muốt của cô. Chậm rãi quay người lại, dung mạo xinh đẹp của cô so với trước kia không khác bao nhiêu, chỉ là nhiều thêm một chút uy nghiêm, nhiều thêm một chút đoan trang, không cho phép người khác mạo phạm. Con rắn nhỏ trong lòng bàn tay năm xưa nay đã trở thành nữ hoàng. Liễu Chi Nhung, bái kiến Ma đạo tổ sư. Chương 763, Át chủ bài mạnh nhất một. Nhìn thấy sự thay đổi của Liễu Chi Nhung khiến tôi cảm thấy rất vui. Sự mạnh mẽ của chiến tướng ma đạo có thể giải tỏa áp lực của tam tinh sát phá lang, đặc biệt là Thùy Hỏa. Sau nhiều năm, Thùy Hỏa không thể đảm đương nhiều vậy nữa, thế nên cô đã tự phong ấn những ký ức liên quan đến ma đạo trong lần niết bàn thứ bảy ở cổ địa núi Hạ Lan. Chu kỳ niết bàn của tử thần rất dài, Thùy Hỏa có thể trong khoảng thời gian ngắn niết bàn hết lần này đến lần khác, át hẳn đã dùng cạn lực lượng thần hồn của cô ấy. Không chỉ tim mệt, mà thần hồn cũng kiệt quệ đến cùng cực, Tôi có linh cảm rằng cô ấy không cách nào tỉnh lại trong thời gian ngắn. Lúc tạm biệt ở Đông Hải cô ấy đã nói, cô ấy làm không được. Không ai ép cô ấy, cũng không thể ép cô ấy, cái chúng tôi có thể làm chỉ là chờ đợi, đợi vị tướng mạnh ma đạo của tôi tỉnh lại. Lần niết bàn thứ bảy, cho phép Thùy Hòa có được lực chiến của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn năm đó, thậm chí vượt qua cả Yến Tháp và Hy Hòa. Trong trận chiến phong thần đó, không có nhiều Thiên Tôn như vậy là vì năm đó ứng kiếp nạn vùng dậy của đạo môn được gọi là cuộc chiến bàn cờ chúng sinh trong tam giới không có tu vi cao như vậy nhưng hôm nay thì khác trong trận phong thần hôm nay số lượng thiên tôn vượt xa năm đó vì vậy hoặc là trận chiến phong thần sẽ không nổ ra hoặc một khi nổ ra tất cả chúng sinh đều bị kéo vào kiếp nạn chiến cục không nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai ngay cả thiên đạo cũng bị cuốn vào kiếp nạn trận chiến phong thần hôm nay đã định sẽ biến thành một trận chiến hủy diệt sau khi Liễu Chi Nhung hoàn thành quá trình biến đổi, tôi đẩy cánh cửa đá ở cuối hành lang và bước vào không gian tiếp theo. Nỗi khủng hoảng nhất đã qua, sau cửa đá là sóng yên biển lặng. Đó là một khu vườn, một khu vườn đầy hoa mạn đà la đen. Mạn đà la đen chỉ nở rộ trong bóng tối. Mạn đà la và bách hợp rất giống nhau, hương thơm của hoa nhẹ nhàng và thanh lịch. Ngôn ngữ của hoa là một bóng tối khó lường, cái chết và một tình yêu lang bạt kỳ hồ. Ở trung tâm của khu vườn là một cái hồ, Giữa hồ là một bức tượng điêu khắc cự long. Cự long nằm sấp trên mặt đất, giơ một bên vuốt rồng lên, giữa vuốt đang giữ một quả cầu pha lê màu đen. Quả cầu pha lê này giữ lấy toàn bộ nguồn năng lượng của thần điện thủ hộ, chứa lượng hồn năng vô tận, nếu không có sự tồn tại của quả cầu pha lê này thì dù cự long có mạnh đến mức nào cũng không thể thức tỉnh. Chỉ cần làm vỡ quả cầu pha lê, lực phòng thủ của thần điện thủ hộ sẽ hoàn toàn bị gỡ bỏ sẽ không còn phệ hồn cự long nào được sản sinh ra và những ảo ảnh liên quan đến phệ hồn cự long trong thành cũng sẽ biến mất theo. Tôi cố gắng đến gần quả cầu pha lê, chỉ đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng khóc của hoa mạn đà la đen. Phệ hồn, lấy hồn năng làm thức ăn, lấy hồn năng làm lực lượng. Mạn đà la là loài hoa của linh hồn, nơi nào nó nở thì nơi đó sẽ là âm phủ. Lòng tôi trào dâng cảm xúc vô bờ, cũng cảm thấy buồn thay cho thủy họa. Nhân, Tiên hai đạo quảng thần điện thủ hộ phệ hồn khó đối phó nhất lại cho ma đạo, nhưng họ lại không biết rằng, bản thân thần điện phệ hồn chính là cơ duyên lớn nhất của ma đạo. Nếu thủy hỏa ở đây thì tốt quá rồi, quả cầu pha lê này sẽ cho phép cô ấy phục hồi tất cả thần hồn bị tổn thương, xoa dịu nỗi đau, khiến cô ấy tạm biệt nỗi đau. Mà bây giờ, tôi chỉ có thể đập tan nó chứ không thể mang đi được. Một khi tôi cố gắng chiếm hữu nó, những bông mạn đà la đen trong khu vườn này sẽ ám một lời nguyền độc ác nhất lên người tôi sức mạnh của lời nguyền này ngay cả đao tổ cũng không cách nào chịu đựng thùy hòa có thể do cô ấy là tử thần của thái cổ minh giới và Mạn đà la đen không thể nguyền rủa tử thần được cô có muốn thử không tôi quay lại và hỏi tạ uẩn không cần đâu chỉ có tử thần mới có thể hấp thu lượng hồn năng trong quả cầu này tôi không phải tử thần bây giờ không phải tương lai cũng không tạ uẩn lắc đầu nói đáng tiếc thay lâm tướng quân lại không ở đây bạch như xương thở dài đây là tính quan trọng của cơ duyên Ai có thể ngờ rằng nơi đây sẽ có cơ duyên của tử thần cơ chứ? Chỉ có thể cảm thán rằng ông trời đã cho thùy hỏa quá nhiều bi thương, nhưng cơ duyên lại quá ít. Tôi cũng không do dự quá lâu, tay phải hợp thành một kiếm chỉ, giải phóng năng lượng kiếm khí đâm vào quả cầu pha lê nằm giữa vuốt rồng. Sự yếu ớt của quả cầu pha lê vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, một chiêu đánh đến đã vỡ vụn. Sau đó khí đen vô tận bốc ra, mạn đà la màu đen điên cuồng thôn vệ hồn năng trong làn khói đen đợi khi màn xương đen tan đi tất cả hoa mạn đà la đều nở rộ biển hoa nở rộ tạo thành một mảng màu phồn hoa chỉ trong chốc lát sau một khắc đó hoa bắt đầu héo úa nhanh chóng tàn lụi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hoa tàn và lá rụng chất đống khắp mặt đất một cơn gió thổi qua mọi thứ biến thành cho phấn không hồn năng không bụi trần đi thôi nói xong dẫn mọi người theo đường cũ trở về chúng tôi đã thu hoạch rất nhiều ở thần điện thủ hộ phệ hồn Tạo Uẩn đã ngưng tụ đạo thể thiên tôn, Ngạo Phong đã gia tăng lực chiến của Long Nha Chi Thương, tu vi hai đại sát thần ngày càng trở nên hoàn hảo. Mà ba kiếm thai của tôi cũng đã trưởng thành hơn, kiếm thai ma kiếm chỉ còn cách thành công một bước cuối cùng. Thu hoạch nhiều nhất là Liễu Chi Nhung, từ nửa bước thiên tôn lên nữ vương yêu Long cảnh giới thiên tôn mạnh nhất. Trong thời gian tới, thành tích của cô sẽ không thua kém ba đại thần thú hỗn độn là bao. Ngũ hành kỳ ngã nhậm ý du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nổi tấn thiện ngôn. Đến hôm nay rốt cuộc tôi cũng hiểu được tại sao ma đạo tổ sư lại để lại bài thơ này, tam tinh sát phá lang vẫn luôn ảnh hưởng đến khí số của ma đạo, nắm bắt cơ duyên chính là một trong số đó. Nhân, tiên hai đạo rất kiêng rẻ đối với ma đạo, bởi vì sức mạnh hủy diệt của tam tinh sát phá lang quá khủng khiếp. chương 764, át chủ bài mạnh nhất 2. Thần điện thủ hộ phệ hồn là thần điện cuối cùng bị phá hủy, sau khi bị phá vỡ, hàng rào bảo vệ của thần điện cự long ở trung tâm biến mất cửa chính của thần điện mở ra cuối cùng thì cửu lê ma long phụ trách bảo vệ cơ duyên si vưu cũng từ giấc ngủ sâu mà thức tỉnh thần niệm sộc ra vây lấy toàn bộ tòa thành trên quảng trường thần điện cự long trận chiến giữa nhân tiên hai đã được chờ đợi từ lâu mộ dung nguyên duệ trên mặt tràn đầy tức giận ánh mắt nhìn lữ thuần dương mang theo sát ý không chút che giấu lữ thuần dương mặt vẫn vô cảm trong khi đó thì tây cực câu trần đại đế vẫn một mực im lặng Tạ Lưu Vân như cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng mộ dung nguyên duệ hoàn toàn không nghe lọt. Hai bên dương cung bạt kiếm, như thể một trận chiến sinh tử sẽ nổ ra bất kỳ lúc nào. Kiếm vô ngân đã chết, đệ tử cuối cùng của Thái Ất Tiên Tôn, cánh tay phải đắc lực của mộ dung nguyên duệ. Kiếm vô ngân đại diện cho tương lai của tiên đạo, cái chết của anh ta là một sự mất mát không thể chịu đựng với tiên đạo, đặc biệt là đối với mộ dung nguyên duệ, điều này đồng nghĩa việc cô ấy bị mất càng nhiều quyền phát ngôn hơn nữa đâm đúng chỗ đau của uy nghiêm của tiên đạo tổ sư. Thần điện thủ hộ thị huyết bị phá vỡ dưới sự hợp lực của nhân, tiên hai đạo, nhân đạo đã đưa ra kiếm tiên lữ thuần dương và tiên đạo đã đưa ra câu trần đại đế và kiếm vô ngân. Đối với cái chết của kiếm vô ngân, Mộ Dung Nguyên Duệ đương nhiên đổ lỗi cho Lữ Thuần Dương. Cho dù sát ý của thần điện thủ hộ thị huyết có dữ dội đến đâu, với tư cách là đệ tử cuối cùng của Thái Ất Tiên Tôn, kiếm vô ngân không thể ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Điều quan trọng nhất là kiếm vô ngân đã chết. Nhưng Lữ Thuần Dương và Câu Trần Đại Đế lại không thương tổn chút nào, chuyện này dù nghĩ kiểu gì thì cũng cảm thấy lạ. Đối mặt với chất vấn đến từ Mộ Dung Nguyên Duệ, Lữ Thuần Dương từ đầu đến cuối đều im lặng, điều này càng làm cho Mộ Dung Nguyên Duệ thêm tức giận, thậm chí toàn bộ trận doanh của Tiên Đạo đối với Nhân Đạo cũng phẫn nộ không thôi. Nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ trở mặt, nhưng Mộ Dung Nguyên Duệ lại không làm như vậy. Không phải cô ấy không có quyết tâm cùng dũng khí báo thù, sở dĩ cô ấy nhẫn nhịn, một là vì Trinh chủ chiến kỳ hai là vì thái độ của tây cực câu trần đại đế về cái chết của kiếm vô ngân câu trần đại đế là bình tĩnh như không chỉ nhẹ nhàng nói rằng sát ý của thần điện thủ hộ thị huyết quá dữ dội lúc đó ông ta đang bận chiến đấu và không thể để ý đến kiếm vô ngân còn về việc kiếm vô ngân có bị lữ thuần dương tính kế hay không bản thân ông ta không công nhận phán đoán của mộ dung nguyên duệ cũng không đưa ra ý kiến của riêng mình mộ dung nguyên duệ không phải là một kẻ ngốc mặc dù kiếm tiên lữ thuần dương đã từng đánh lén tôi một lần bằng kiếm đó là bởi vì tôi là ma đạo tổ sư, sự sống chết của tôi đều đáng để ông ta hy sinh danh tiếng của mình. Nhưng kiếm vô ngân không xứng đáng để Lữ Thuần Dương làm điều này, Lữ Thuần Dương là một người rất kiêu ngạo, tự nhận thần kiếm vô song trong tam giới, một người như vậy sẽ đánh lén kiếm vô ngân. Mặc dù mộ dung nguyên rưỡi có nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể đổ lỗi cái chết của kiếm vô ngân lên người Lữ Thuần Dương. Nếu cô ấy đặt ra nghi ngờ của mình với câu trần đại đế, điều đó có nghĩa là chuyến đi của tiên đạo đến Hoang Mạc Long Môn lần này đã thất bại hoàn toàn, sau khi ảm đạm mà rút lui, cô ấy chỉ còn một lựa chọn cuối cùng không cam nguyện nhất. Khi tôi đưa Tạo ẩn và những người khác đến quảng trường của thần điện Cự Long, đã thấy tình huống ngại ngùng này. May mắn thay, sự xuất hiện của ma đạo đã xoa dịu sự bế tắc giữa họ, khiến họ đặt sự tập trung vào chúng tôi. Những thay đổi ở Liễu Chi Nhung khiến họ bị sốc, ngay cả một lứa thuần dương kiêu ngạo cũng không thể không tỉ mẩn nhìn cô ấy một lượt. Con rắn nhỏ xấu hổ khi bị sát khí quân đội áp bức ở thành cổ Huệ Viễn đã biến mất, người xuất hiện ra trước mắt họ là hình dạng con người của yêu long tuyệt thế sở hữu thần niệm thiên tôn mạnh nhất. Tôi không biết họ góp nhặt được cơ duyên gì trong ba tòa thần điện còn lại, mỗi thần điện thủ hộ đều có đặc điểm riêng, thần điện phệ hồn có long cách, là vì sức phòng ngự của phệ hồn cự long yếu kém, nên mới phong ấn long cách vào cửa đá ở cuối thần điện, những thần điện khác chưa chắc sẽ có sự tồn tại của long cách. Chỉ nhìn hiện tại, mà đạo của tôi lại lần nữa dẫn đầu, chỉ một mình Liễu Chi Nhung thay đổi cũng hơn hẳn ngàn vạn cơ duyên. Mà đạo trước đây không làm họ quá lo lắng, nhưng bây giờ thì khác hẳn. Nhân đạo và tiên đạo đã mất đi một phần nhân lực, mà đạo chẳng những không tổn hại, mà sức mạnh còn tăng lên rất nhiều nhờ sự biến hóa của Liễu Chi Nhung, mà đạo lúc này mới thực sự có tư cách tranh giành cơ duyên si vưu. Lúc này đây, cho dù Lữ Thuần Dương muốn trở mặt, ông ta cũng phải cân nhắc xem chỉ dựa vào mỗi nhân đạo thì có thể hoàn toàn được trấn áp chúng tôi hay không. Xin lỗi, đã để chư vị phải đợi lâu rồi tôi nói nếu như người của ma đạo đã đến mộ dung đạo tổ thì giờ đây chúng ta có thể thảo luận chuyện tiến vào thần điện cự long rồi tạ lưu vân nói không có gì để thảo luận được ăn cả ngã về không mỗi người tùy theo khả năng của mình mà làm mộ dung nguyên duệ đáp được tạ lưu vân gật đầu nói xong hắn quay đầu hỏi ta tạ lan ngươi thật sự không phải vì tranh binh chủ chiến kỳ sao lời của ta là lấy thân phận của ma đạo tổ sư nói ngươi cần phải hoài nghi sao Tôi hỏi, chỉ cần ma đạo không tranh binh chủ chiến kỳ với nhân đạo, những cơ duyên khác, nhân đạo ta sẽ không can thiệp ma đạo. Tạ Lưu Vân nói, ha ha, nói cứ như là binh chủ chiến kỳ đã thuộc về các ngươi vậy. Mộ Dung Nguyên rể cười khẩy nói, Mộ Dung Đạo Tổ, ta biết ngươi nhất định đoạt phải đoạt lấy binh chủ chiến kỳ, nhưng hôm nay các ngươi định sẵn tay không mà trở về. Tạ Lưu Vân đáp, làm sao ngươi biết, Mộ Dung Nguyên rể nhướng mày hỏi, ai động chiến kỳ, ta giết người đó. Lữ Thuần Dương lạnh lùng nói, mộ dung nguyên duệ trầm mặc, đương nhiên, không phải bị Lữ Thuần Dương dọa sợ, nhưng trong lòng cô ấy cũng biết rằng, binh chủ chiến kỳ không dễ dành, sau khi kiếm vô ngân chết, lực chiến của tiên đạo càng yếu hơn so với nhân đạo. Lý do tại sao cô ấy vẫn không chịu từ bỏ, đó là vì cô ấy vẫn còn át chủ bài mạnh nhất vẫn chưa dùng đến. chương 765, Chiến thần Thái Cổ 1 Cái chết của kiếm vô ngân khiến cho sĩ khí của tiên đạo xuống thấp, hiện tại tính cả câu trần đại đế thì tiên đạo chỉ còn 23 người. Lúc nhân đạo tiến vào có 70 người hiện tại vẫn còn hơn 60 người, chiến lực của hai bên đã mất thế cân bằng, kẻ mạnh thì càng mạnh, người yếu thì ngày càng yếu. Mà ma đạo chúng tôi chính là mấu chốt để phá vỡ thế cờ này nếu như tôi và mộ dung nguyên duệ liên thủ với nhau, tuyệt đối không có lợi cho nhân đạo. Mà tạ Lưu Vân cũng hiểu rất rõ chuyện này, ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng trên người chúng tôi đợi chúng tôi lựa chọn khi vào thành mộ dung nguyên duệ nói rằng sẽ bảo vệ tôi ý chính là để cho ma đạo chúng tôi vào thành ứng kiếp hoàn toàn không phải để cho ma đạo tiến vào thần điện cự long đoạt lấy cơ duyên cơ duyên của si vưu đang ở trước mắt nhân đạo không tin tưởng ma đạo cho dù tôi có nói rằng chúng tôi không tranh binh chủ chiến kỳ thì họ cũng không tin tôi hiểu rõ nỗi băn khoăn của tạ lưu vân hắn lo lắng ma đạo và tiên đạo ở bên trong thần điện cự long sẽ liên thủ với nhau nay không giống xưa hiện tại tiên đạo đã không còn sức lực phản kháng nhân đạo khả năng tiên đạo và ma đạo liên thủ với nhau rất cao lâm tướng quân bạch tướng quân liễu chi nhung lưu phong tướng quân ngạo phong năm người các người rời đi trước đi tôi gọi tên họ nói đạo tổ chúng tôi rời đi rồi thì ngài phải làm sao đây lâm thanh thủy hỏi không sao ma đạo không tranh giành binh chủ chiến kỳ ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không làm gì ta đâu đến bên ngoài hội họp với bắc minh tướng quân nghe theo mệnh lệnh của hắn tuân mệnh lâm thanh thủy nhìn tôi một cái rồi dẫn theo đám người ngạo phong rời khỏi thành phố cự long đi đến cửa truyền tống long cốt hoang dã quay về cổ địa hoang mạc long môn. Sau khi họ rời đi thì ma đạo cũng chỉ còn lại hai người tôi và tạo ẩn, tạo ẩn vẫn chưa chứng thiên tôn, nên chiến lực không hề đáng lo, mà tôi cũng chỉ vừa mới chứng thiên tôn chưa lâu, cũng không phải không nằm trong phạm vi lo lắng của nhân đạo, như vậy thì nhân đạo không cần lo lắng tiên đạo sẽ liên thủ với ma đạo nữa. Sau khi mấy người của ma đạo rời đi, nhân đạo cũng không còn dị nghị gì mà tôi và tạo ẩn cũng thoải mái đứng ở bên trong doanh của tiên đạo bên cạnh mộ dung nguyên duệ sau khi nguy cơ của thành phố Cự Long được giải trừ thì đại quân mà hai đạo nhân tiên bố trí ở Long Quất Hoang Giã cũng không còn tác dụng nữa nên lần lượt bị tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ điều trở lại cổ địa Hoang Mạc Long Môn. Sát khí bên trong thần điện Cự Long vô cùng nồng đậm, không ai biết được phía sau cửa điện cất giấu nguy hiểm gì, thiên tôn có sát kiếp, đại quân ở lại cũng không dám rời đi. Trong truyền thuyết cửu Lê Ma Long có được chiến lược đạo tổ, tiêu diệt hơn 10 vạn đại quân cũng không tốn nhiều sức. Đến sau khi hai đạo nhân tiên chuẩn bị xong thì Lữ Thuần Dương như một con ngựa sông lên dẫn đầu, mang theo 50 chiến tướng tinh anh sông vào thần điện Cự Long. Phía sau nhân đạo là tiên đạo, câu trần đại đế dẫn người đi vào trước tiên, tôi và Tạ ẩn thì theo mộ dung nguyên duệ đắc kiều công chúa đi cuối cùng. Nếu như ngươi cảm thấy Lữ Thuần Dương không dám giết ngươi thì ngươi đúng là quá ngây thơ rồi. Nếu như hắn động thủ tiên đạo cũng không thể bảo vệ được ngươi đợi đến sau khi người của nhân đạo biến mất vào trong lối vào tối tăm thì mộ dung nguyên duệ nói với tôi. Ta biết rõ, cũng chính vì vậy, cho nên ta mới để Lâm Thanh Thủy bọn họ rời đi quay về bên cạnh Bắc Minh Tú tôi đáp lại. Có ý gì? Nếu như ta có chuyện, Bắc Minh Tú nhất định sẽ giết Trương Đạo Lăng chỉ dựa vào Bắc Minh Tú, A Lê và Phong chủ, ba người họ thì ở bên trong Đại Quân Nhân Đạo giết được Trương Đạo Lăng là một chuyện rất khó, nhưng mà nếu như lại có thêm Ngạo Phong và Liễu Chi Nhung bọn họ thì chuyện hoàn toàn khác đi. Không chỉ có thể giết được Trương Đạo Lăng mà còn có thể nhẹ nhàng rút lui. Trận chiến Phong Thần vẫn chưa chính thức bắt đầu nhân đạo không thể tổn thất Trương Đạo Lăng. Người cảm thấy mạng của người đáng tiền hơn hay là mạng của Trương Đạo Lăng đáng tiền hơn Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Chỉ cần cô vẫn còn là tổ sư của tiên đạo, thì nhân đạo sẽ không có quyết tâm trở mặt với ma đạo, nếu không tương lai đến trận chiến phong thần thì nhân đạo tuyệt đối sẽ không thể thắng nổi người lãnh đạo của tiên đạo như cô. Lữ Thuần Dương bỏ biết bao công sức gia tính kế ta, không bằng dùng nó lên người cô thì thích hợp hơn. Tôi nói, Mộ Dung Nguyên Duệ có danh hiệu chiến thần, trong tay có kiếm tử dĩnh nếu như cô ấy chết rồi thì trong trận chiến phong thần tiên đạo sẽ là kẻ đầu tiên thua cuộc tuy rằng trên thiên đình có rất nhiều người đặt nghi vấn về tư lịch của mộ dung nguyên duệ nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ bản lĩnh của cô ấy một khi đạo chiến thần hoàn mỹ dung hợp với thần hồn thì sẽ khiến mộ dung nguyên duệ thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn thức tỉnh uy năng của chiến thần thái cổ đây mới chính là lá bài lớn nhất của cô ấy cũng là nguyên nhân vì sao mà ngọc hoàng đại đế lại giao tử vi kiếm cho cô Đáng tiếc chẳng có ai biết được tiềm lực của mộ dung Nguyên duệ, bọn họ vẫn quen thói đem cô ấy so sánh với chiến thần cửu thiên huyền nữ lúc trước. Ha ha, người đánh giá ta quá cao rồi, người nên biết rằng hiện tại trên thiên đình có rất nhiều người dị nghị ta mộ dung nguyên duệ cười tự diễu nói. Đó là do bọn họ vẫn chưa biết được số mệnh thật sự của cô. Người biết được những gì rồi, vẻ mặt mộ dung nguyên duệ khẽ thay đổi, ta chẳng biết gì hết, chỉ là nhớ lại một chuyện mà trước đây Thùy Họa từng nói. Chương 766, Chiến thần Thái Cổ 2. Lúc trước khi tôi phong thần cho Thùy Hỏa, vốn chuyện này không có khả năng thành công, nhưng vừa hay lúc đó Quy Khư xuất thế cho nên cô ấy mới có được cơ hội ngưng tụ thần cách của Tử Thần Thái Cổ minh giới và được phong thần vị. Sau khi Quy Khư xuất thế thiên đạo rơi vào hạo kiếp, Thái Cổ thần ma của tam giới vượt ra khỏi sự khống chế của pháp tắc thiên đạo. Thùy Hỏa và Mộ Dung Nguyên Duệ là người có số mệnh trên người nếu như Thùy Hỏa có thể được sắc phong thành tử thần thì mộ dung nguyên duệ cũng có thể ngưng tụ thần cách chiến thần của thái cổ thần giới, dưới tiền đề là thiên đạo không can thiệp. Mà trước mắt thì có thể thấy thiên đạo đã bỏ mặc việc này. Cô ấy đã nói gì với người nghe tôi nhắc đến Thùy Hỏa, vẻ mặt mộ dung nguyên duệ lại thay đổi. Cô ấy nói cô là người có khả năng thức tỉnh chiến thần thái cổ thần giới nhất, ta hoàn toàn tin tưởng vào chuyện này. Mộ dung trầm mặc một hồi, lúc sau cô ấy cất lời nếu như lần này ta không lấy được binh chủ chiến kỳ thì sẽ thành hôn với thái tử hạo thiên lần này đến lượt tôi trầm mặc mặc dù tôi biết rõ bản thân và cô ấy đã không còn khả năng nữa thế nhưng dung nhan khuynh thành của mộ dung nguyên duệ cùng với phần tình cảm trước kia cô ấy đối đãi với tôi đã trở thành một ấn ký khó phai mờ khắc vào lòng tôi sao vậy người không muốn ta gả cho người khác mộ dung nguyên duệ hỏi có muốn gả sao tôi hỏi ta không biết nếu như không có lựa chọn thì có lẽ sẽ cô sẽ được lựa chọn tôi sẽ cho cô một cơ hội để lựa chọn. tôi cho cô ấy một lời hứa. tôi sớm đã quyết định giúp đỡ tiền đạo lấy được binh chủ chiến kỳ. muốn đoạt lá cờ này thì uy hiếp lớn nhất đến từ lữ thuần dương. mà muốn chiến đấu với lữ thuần dương thì nhất định phải có một thanh kiếm tốt. trình độ thần kiếm của lữ thuần dương đã đạt đến viên mãn đại thành, không phải là thứ mà tôi có thể địch lại nhưng chỉ cần ngộ dung nguyên dưỡi có thể dùng đạo chiến thần giúp tôi tranh thủ được cơ hội thì tôi tin tưởng ba mảng kiếm hải của tôi đã đủ để hắn biết khó mà lui thần điện cự long nhìn thì rộng rãi cao lớn nhưng thật ra đó chỉ là vẻ ngoài trên thực tế bên trong là một tòa thành thị dưới mặt đất lối vào vẫn luôn uốn lượn hướng xuống dưới đi qua hết tòa điện này đến tòa điện khác còn có thành lũy thủ hộ và ám tháp thông thẳng xuống dưới lòng đất những tòa điện và ám tháp phòng ngự này đã trống không trên đường đi ngoại trừ một vài hài cốt và long lân bị tổn hại thì không còn vật gì khác tuy rằng không có ai phòng thủ nhưng mà áp lực đè lên nội tâm thì lại không hề giảm đi một chút nào dù sao nơi này cũng đã từng là thần điện trí cao vô thượng của cựu long đại biểu cho nền văn minh cựu long đã thất lạc không rõ đã đi vòng quanh thần điện bao đâu cuối cùng chúng tôi cũng đi đến điểm cuối đến trước một cái cửa đá khổng lồ chúng tôi vừa mới xuất hiện cửa đá cứ như đã như cảm nhận được sự tồn tại của chúng tôi tự động mở ra theo đó là âm thanh trầm nặng chấn động đến mặt đất dưới chân cũng rung theo sau khi có đá mở ra một cỗ thần niệm vô cùng thần thánh uy nghiêm lớn mạnh truyền ra từ bên trong trong đó có hơn 5 đạo uy áp thần niệm đến từ người có cấp bậc cao, có một đạo rõ ràng là từ cấp bậc đạo tổ. Phía sau cửa đá là một quảng trường hình tròn, diện tích phải hơn mấy ngàn trượng. Giữa quảng trường là một tế đàn màu đen thần bí, bên trên tế đàn là thân thể của một con ám hắc ma long vô cùng khổng lồ. Toàn thân ma long được bao phủ bên trong một bóng mờ màu tím, sát cơ vô cùng nồng đậm, nhìn thôi cũng đủ tổn thương đến tinh thần. Tôi liếc nhìn tạo ẩn, cô gật gật đầu với tôi, xem ra con hắc ám ma long này chính là cửu lê ma long thú cưỡi của si vưu trong truyền thuyết ở bốn phía của tế đàn đều có tượng cự long trong đó có một pho tượng giống hệt với con vệ hồn cự long mà chúng tôi thấy ở thần điện thủ hộ vệ hồn không còn gì để nghi ngờ chiến lực của chúng ắt hẳn chênh lệch không nhiều lắm năm đạo uy áp đến từ kẻ có cấp bậc cao hơn mà tôi cảm nhận được xuất phát từ cửu lê ma long và bốn thần long thủ hộ ở tế đài hắc ám ở giữa quảng trường Ngoại trừ tế đàn hắc ám ở giữa quảng trường thì bốn phía còn bày ra bốn trận hình thượng cổ long nhân, mỗi trận có 500 thủ vệ thượng cổ long nhân. Tôi nhìn đến lòng hoảng sợ, không nói đến năm đạo uy áp mạnh mẽ trên tế đàn, chỉ nhìn bốn trận hình thượng cổ long nhân này nếu như toàn bộ sông lên thì chúng tôi hoàn toàn có nguy có bị diệt sạch. Tôi hiểu rất rõ chiến lược của thủ vệ thượng cổ long nhân, khải giáp long lân mạnh mẽ, lại thêm lực sát thương khủng bố đến từ hai thanh kiếm cỡ cực lớn hai bên tay, chiến lược tuyệt đối có thể đạt đến thiên tôn. Thiên tôn khó chứng, chẳng ai ngờ đến nơi này vậy mà lại cất giấu chiến lược khủng bố như vậy thật ra nghĩ kỹ lại là có thể hiểu được thành phố cự long ở thời thượng cổ chính là thánh địa của cự long tuổi thọ của cự long lại không có giới hạn vậy nên sau vô số ngàn năm qua đi họ mới tích giữ được nhiều chiến lược như vậy vẫn may họ cũng không phải vật sống cũng không thể trở lại thế giới chủ dưới quy tắc của thiên đạo chiến lược của thủ vệ thượng cổ long nhân chỉ có thể phát huy khi mượn oán khí long hồn ở đây một khi rời khỏi thành phố cự long chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời còn phải chịu trừng phạt đến từ uy năng của thiên địa. Không thể không nói, Sivu chọn nơi này để táng thân quả thật rất an toàn, chẳng trách không có ai dám đánh chủ ý lên ma đao và binh chủ chiến kỳ. Sau khi thấy rõ tình hình bên trong, không ai dám tự tiện bước qua cửa đá đi vào quảng trường vòng tròn của cự long, Lữ Thuần Dương cũng không dám hành động lỗ mãng. Vẻ mặt tạ Lưu Vân âm trầm, dù cho hắn có thủ đoạn nhòm ngó thiên cơ, cũng không thể tính ra sát cơ ở nơi này thế này thì đánh sao đây? chương 767, bi thương của kiếm 1. Bốn tòa phương trận, tổng cộng có 2.000 thủ vệ thượng cổ Long Nhân nếu như muốn giết hết toàn bộ bọn họ thì chỉ dựa vào số người hiện tại của chúng tôi rất khó để đưa ra kế sách vẹn toàn. Cũng may chúng tôi không cần lo lắng sẽ bị bọn họ vây đánh. Bởi vì bọn họ đều là vật chết, phải dựa vào máu huyết của người sống mới có thể kích hoạt được. Điểm khác biệt so với thủ vệ thượng cổ Long Nhân bên trong thần điện thủ hộ là thủ vệ ở đây không thể nào kích hoạt đơn lẻ, mà mỗi một lần chiến đấu là cả một phương trận. Mà cả một phương trận bên trong có tới tận 500 thủ về thượng cổ long nhân, chiến lực tổng hợp lại tương đương với thiên tôn. Trận chiến này rất khó đánh, hoặc cũng có thể nói là căn bản không thể đánh được, thứ chúng tôi đối mặt chính là sự đè ép hoàn toàn về thực lực, trừ phi xuất ra đại quân chinh phạt đến đây thì mới có khả năng thắng nhưng mà quảng trường hình tròn bên trong thần điện cự long vô cùng đặc biệt, có cấu tạo giống hệt như cối say đại quân đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, cho nên căn bản không thể thể hiện ra được chiến lược mà thành thị dưới mặt đất lại có âm khí địa mạch, là cấm kỵ đối với thuật pháp ngũ hành cho nên cũng vô cùng bất lợi đối với trận pháp. Không chỉ tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ phát sầu, mà bản thân tôi cũng sinh ra cảm giác hoang mang, trận lần này phải đánh thế nào đây? Nghĩ đến đây tôi quay đầu nhìn về phía tạo ẩn, vừa hay cô cũng nhìn về phía tôi. Từ lúc cô ấy bước tới nơi này thì vẫn luôn câu thông với cờ cửu lê bên trong huyền quang. Đạo tổ, hình như tôi không giúp gì được tạo ẩn dung thần niệm truyền âm cho tôi, giọng nói có vẻ mất mát sao vậy tôi nhanh chóng hỏi thần thức của ma quân đã bị chôn vùi thứ còn lại ở đây chính là lực lượng ý chí tàn hồn của hắn trước khi bị chôn vùi không bị cờ cửu Lê ảnh hưởng tạo ẩn nói cửu Lê Ma Long thì sao nó còn nhận ra cô không Tôi lại hỏi cửu Lê Ma Long đã sa đọa hiện tại nó bị cả tộc cự Long nguyền rủa trở thành kẻ địch đối với tất cả sinh linh nói vậy thì chỉ khi chúng ta đánh bại nó mới có thể lấy được cơ duyên của si Đúng vậy đạo tổ lúc trước lá bài lớn nhất của chúng tôi chính là cờ cửu lê bên trong huyền quan của tạo ẩn chỉ cần linh thức của si vẫn còn thì lực lượng ý chí của hắn sẽ bị cờ cửu lê hấp thụ hiện tại tất cả đều đã thay đổi không chỉ không thể thu phục lực lượng ý chí của si mà đến cả cửu lê ma long cũng bị sa đọa cửu lê ma long sau khi sa đọa thì chiến lực sẽ càng mạnh hơn trước kia hiện tại nó vừa không phải kẻ sống lại càng không phải vật chết mà biến thành một loại quái vật ở giữa sống và chết Tình huống này cũng giống như đệ tử vong hồn của ma đạo chúng tôi vậy. Năm đó khi phát binh trinh phạt âm sơn tôi đã từng nghe Thùy Họa đọc qua bài tụng ca của tử thần. Chúng ta chẳng phải người sống cũng không phải là kẻ chết, chúng ta sẽ bị sống về chết quên đi. Chúng ta quay lại thế giới mà bản thân đã từng rời xa, nhưng mãi mãi cũng không thể quay lại những ngày tháng mà chúng ta đã từng sinh sống trước đây, mãi mãi không thể quay lại bên cạnh những người mà chúng ta đã từng yêu thương chúng ta là một dạng tồn tại cũng là một lời nguyền rủa bởi vì vậy chúng ta quên đi quá khứ cũng bị quá khứ quên đi. Ai mà nghĩ đến dũng sĩ mạnh mẽ nhất của bộ tộc Cửu Lê, Cửu Lê Ma Long người bảo vệ quốc gia đã mất đi sự trung thành của nó đối với ma quân si vưu Đôi mắt của nó đã bị thù hận và tội ác che kín, đem cả một thành phố cự long biến thành vương quốc của nó, nguyền rủa tất cả những kẻ địch lỗ mãng xông vào đây. Trừ phi chết đi mới có thể khiến nó tỉnh lại, cờ cửu lê mất đi giá trị, có nghĩa là tôi và Tạ Uẩn gặp phải một bài kiểm tra lớn về sinh tồn. Sở dĩ tôi dám đơn độc mang theo cô ấy đến đây cạnh tranh với hai đạo nhân tiên là bởi vì chắc chắn cửu Lê Ma Long sẽ không làm khó chúng tôi, thậm chí trong lòng còn vọng tưởng rằng để cho tạo ẩn thu phục con Ma Long có chiến lược sánh ngang với đạo tổ này. Một khi thành công thì tôi và tạo ẩn cũng có bảo đảm về an toàn, đồng thời nhân loại cũng có được thêm một người bảo vệ mạnh mẽ. Còn về binh chủ chiến kỳ thì đương nhiên là giao cho tiên đạo, dùng sự mạnh mẽ của tiên đạo để câu giờ thêm cho ma đạo. Đạo tổ có phải là tôi rất vô dụng không? Tạ Uẩn nói với giọng vô cùng áy náy. Không sao, chút nữa cô theo sát ta sô khi an ủi Tạ Uẩn xong, tôi đi đến bên cạnh mộ dung nguyên duệ dùng thần niệm truyền âm, nhỏ giọng nói, mộ dung đạo tổ, mượn kiếm dùng một lát. Có lữ thuần dương ở đây, tôi chịu hoán kiếm thai chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, cờ cửu lê đã không còn tác dụng, trận chiến đấu tiếp theo tôi chỉ có thể dựa vào bản thân, như vậy xem ra thì tôi cần một thanh kiếm tốt. Kiếm của Bắc Minh Tú có âm khí quá nặng không thích hợp với tôi, mà kiếm của Lâm Thanh Thủy là thanh kiếm hỗn độn chỉ có thể để hắn tự sử dụng, tôi cũng dùng không được. Vậy nên tôi chỉ có thể chọn lựa hỏi mộ dung nguyên duệ để mượn kiếm. chương 768, Bi Thương của Kiếm 2 Hả, mộ dung nguyên duệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi. Cô cũng biết là anh hùng chi kiếm của ta đã bị hủy rồi tôi nói mộ dung nguyên duệ không nói chuyện nữa chỉ liếc nhìn tôi một cái thật lâu rồi đem lục tiên kiếm do kiếm vô ngân để lại sau khi chết cho tôi tính ra đây là lần thứ hai mộ dung nguyên duệ tặng kiếm cho tôi khi tiếp lấy thanh kiếm được tay cô ấy trong đầu tôi lập tức nhớ đến hình ảnh cô ấy tặng cho tôi một thanh kiếm dưới chân núi côn lôn hai đạo nhân tiên vẫn còn đang do dự chậm chạp không hả quyết tâm tiến vào vòng tròn cự long qua một lát sau lữ thuần dương đi ra đứng ở lối vào rút ra thanh tác kiếm kiếm tiên kiêu ngạo Vẻ mặt tựa như hàn băng vạn năm không tan, nhưng mà ngay khi hắn dùng ngón tay chạm vào thân kiếm của Thanh Tác kiếm thì băng tuyết bị hòa tan trong nháy mắt. Ngay sau đó, vẻ mặt của Lữ Thuần Dương trở nên tiêu điều mê mang, có theo một vẻ thương cảm khó nói nên lời. Thân là kiếm tiên không cần có quá nhiều tình cảm, bởi vì không có vật gì là kiếm không thể chém đứt. Thời trẻ Lữ Thuần Dương một lòng muốn khảo thí công danh, trên đường đi thi hắn được Thượng Tiên Hỏa Long chân nhân của Nhân Đạo Điểm Hóa. Hỏa Long chân nhân cho hắn mơ một giấc mơ trong mơ hắn thì được công danh, gia quan nhập tướng, có vợ có con, thậm chí còn có một đoạn tình duyên khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc, đây cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại Lữ Thuần Dương đoạn tuyệt hồng trần, bái hỏa long chân nhân làm sư rồi bắt đầu ngộ đạo tu hành. Tính cách của Lữ Thuần Dương trí cương trí dương giống như lợi kiếm. Hỏa long chân nhân truyền cho hắn kiếm pháp thiên đột, lại ban cho hắn thần binh là kiếm thuần dương. Chỉ ngắn ngủi mấy chục năm ở trần thế mà Lữ Thuận Dương đã có thể dùng kiếm phá vỡ hư không lấy được tư cách phi thăng. Sau khi phi thăng thì Lữ Thuần Dương ở Hàm Cốc Quan vẫn luôn một lòng đắm chìm vào kiếm đạo. Đạo tâm của hắn vốn đã kiên định, cấp bậc kiếm pháp tiến triển cực nhanh, không đến trăm năm đã vượt qua sư phụ hỏa long chân nhân của hắn, sau này đã sáng tạo ra kiếm pháp độc môn là vạn kiếm quy tông thì tu vi của thần kiếm trực tiếp đuổi bằng thái ất tiên tôn của tiên đạo. Cho đến hiện tại, thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã viên mãn đại thành, có được chiến lực của Thiên Tôn Đỉnh Phong. Trong truyền thuyết, nếu như Lữ Thuần Dương sử dụng chiêu kiếm xuất vô danh cuối cùng bên trong Vạn Kiếm Quy Tông thì có thể chém cả đạo tổ. Chuyện này thì tôi đã lĩnh giáo qua rồi, ngày đó một kiếm của Lữ Toàn Dương từ phía tây đến giết tôi, chiêu thức hắn sử dụng có lẽ chính là kiếm cuối cùng kiếm xuất vô danh bên trong Vạn Kiếm Quy Tông. Nếu như không phải có anh hùng chi kiếm chắn tử kiếp cho tôi thì có lẽ một kiếp này đã đủ khiến tôi thân tử đạo tiêu. Lữ Thuần Dương vì kiếm mà sinh ra, không nên có tình cảm cũng càng không nên có cảm xúc. Vậy thì vẻ đau thương trên mặt hắn từ đâu mà có? Đáp án rất đơn giản, vẻ đau thương của hắn đến từ kiếm thanh tác là nỗi đau thương của kiếm. Bên trong thanh tác kiếm phong ấn vong hồn của chư thần hoàng hôn thời thượng cổ, chư thần hoàng hôn là thần mộ lớn nhất thiên giới. Mỗi một vị thần thượng cổ đại diện cho một truyền kỳ sống, cắt về với cắt bụi về với bụi, chư thần cũng sẽ chết, cũng sẽ bị tàn rụi. Cái chết của thần chính là chuyện đáng buồn nhất trên thế giới, lúc trước khi Lưu Phong Thiên Tôn chết đã khiến cả đạo môn đau lòng, còn cái chết của Ngọc Hoàng Đại Đế lại khiến cho cả tam giới phải khóc than. Thanh tác kiếm và tử dĩnh kiếm là hai lá bài mạnh của hai đạo nhân tiên, trận chiến phong thần vẫn chưa mở ra, Lữ Thuần Dương không thể nào tế ra vong hồn của thần tượng cổ vào lúc này được. Hắn sờ vào thân kiếm chẳng qua là muốn cảm nhận được dũng khí từ bên trong. Lữ Thuần Dương cảm nhận được sự đau thương từ cái chết của các chư thần và cũng cảm nhận được sự phẫn nộ mà các vong hồn chư thần này ngưng tụ lại sau vô số ngàn năm qua khi sự phẫn nộ của các chư thần truyền vào bên trong nội tâm của Lữ Thuần Dương đi nó lập tức hóa thành dũng khí vô cùng vô tận. Hiện tại hắn cầm kiếm không phải chiến đầu vì bản thân, mà là đại biểu cho ý chí của các chư thần. Lữ Thuần Dương sau khi có được dũng khí thì ánh mắt sáng ngời, chiếu được vạn trược, chiến ý vô cùng nồng đậm, đạo bào màu trắng bay phấp phới. Ta không thể sánh bằng hắn, ít nhất ta không thể hấp thu dũng khí từ tử dính kiếm rồi biến nó thành chiến ý mộ dung nguyên duệ âm thầm thở dài. Ta cũng không bằng hắn tôi nói. Nếu nói đến thành tâm thì cả tam giới rất ít người có thể vượt qua Lữ Thuần Dương. Sĩ vì kiếm, thành vì kiếm, tình cảm cả đời cũng dành cho kiếm. Đợi đến khi chiến ý của Lữ Thuần Dương đã tăng lên tới cực hạn, thì hắn quay đầu nói với mộ dung nguyên duệ trận chiến đầu tiên, do nhân đạo ta tiếp được, vậy tiên đạo chúng tôi tiếp trận thứ hai mộ dung nguyên duệ nói. Cái mà trận chiến này thiếu nhất chính là dũng khí, đã có Lữ Thuần Dương làm người sung phong đầu tiên thì dũng khí của mộ dung nguyên duệ cũng được kích phát ra. Chiến lực của phương trận thượng cổ Long Nhân tuy rằng đáng sợ, nhưng mà hai đạo nhân tiên cũng không phải là không có sức đánh một trận. Giữa thiên tôn và trí cường thiên tôn có tranh lệch sâu như biển, tứ hải Long Vương cũng hiện ra thân hình hóa rồng, mỗi người đều có chiến lực vô cùng mạnh. Còn cường giả có chiến lực có thể so với đạo tổ đã tập kích câu trần đại đế. Đệ tử nhân đạo, theo ta đi vào nói xong thì Lữ Thuần Dương là người đầu tiên tiến vào vòng tròn cự Long, đệ tử nhân đạo chịu sự ảnh hưởng của hắn, mỗi người đều tràn ngập chiến ý theo sát phía sau sau khi toàn bộ người của nhân đạo tiến vào thì mộ dung nguyên duệ triệu hồi ra bốn phân thần bước vào vòng tròn cự long, tôi và tạo ẩn cũng tiến vào theo. Chờ sau khi chúng tôi tiến vào hết thì cửa đá đóng lại, hoàn toàn khóa kín. Vòng tròn cự long biến thành chiến trường sinh tử, cử lê ma long không chết, vậy thì kẻ chết là chúng tôi. chương 769, kiếm xuất vô danh 1. Phương trận đầu tiên mà nhân đạo chọn là phương trận hắc ám thượng cổ long nhân ở phía bên trái, Hắc Ám Long Nhân có khải giáp nặng nề nhất nên có lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng đồng thời họ cũng mất đi một phần lực lượng và tốc độ. Đây cũng chính là lý do mà Nhân Đạo lựa chọn Hắc Ám Long Nhân, chọn phương trận này có thể giảm thiểu bớt thương vong. Hiện tại lực lượng chiến đấu cấp bậc Thiên Tôn của Nhân Đạo gồm có Lữ Thuần Dương, Tạ Lưu Vân, Cửu Đại Hộ Pháp Thiên Tôn ngoại trừ Lâm Thiên Tôn và Hành Thiên Tôn bị tổn thương về thần hồn ra thì bảy vị hộ pháp thiên tôn còn lại đều tham chiến. Trong ngũ lôi tôn giả thì ngoại trừ canh kim kiếp lôi tôn giả bởi vì bị thương nên quay về cổ địa hoang mạc long môn trước ra thì bốn vị tôn giả còn lại cũng tham chiến. Ngoài ra thì còn có thiên sư tả từ và thiên sư hứa tấn nổi tiếng trong tứ đại thiên sư, hai người này cũng có chiến lược thiên tôn, cộng lại thì nhân đạo có tất cả 15 người có chiến lược cảnh giới thiên tôn. Còn lại hơn 30 người đương nhiên là chiến tướng có cấp bậc cao ở hàm cốc quan, vô số lôi tướng có tư lịch hiển hách, những đạo nho và tông sư nổi danh trong lịch sử thời đại mạc pháp tạo thành. Trương Chi Viễn cùng với động chủ 36 động thiên của nhân đạo lần này cũng không có tư cách đến tham chiến, những người ở đây đều là tinh nhuệ của tinh nhuệ. Nhân đạo có nền tảng mạnh mẽ, đầu mẫu nguyên quân đã có được chiến lược đạo tổ, đạo đức thiên tôn thì đã tăng lên là trí cường đạo tổ. Lữ Thuần Dương, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu đã đứng ở cấp bậc thiên tôn đỉnh phong, còn trí cường thiên tôn phía dưới thì có đám người ngũ nhạc đại đế, ngũ khí chân nhân và trương đạo lăng, lại xuống tiếp thì gồm có ngũ lôi tôn giả, tứ đại nguyên soái, cửu đại hộ Pháp Thiên Tôn, Tạ Lưu Vân và Tát Thiên Sư, Hứa Thiên Sư, Tạ Thiên Sư trong tứ đại Thiên Sư cùng với đệ tử thân truyền của đạo đức Thiên Tôn. Đây chỉ là những người có chiến lược Thiên Tôn bên ngoài, bên trong khẳng định vẫn còn che giấu, hơn nữa khẳng định có người cảnh giới tu vi có đột phá. Ngoài ra còn có chiến tướng tiên phong bên dưới ngũ nhạc đại đế, những đại thống lĩnh của các lộ nhân mã của nhân đạo và khai phái tông sư của những đạo thống lớn bên nhân đạo trong số này không ít người đã âm thầm thu hoạch được cơ duyên thiên tôn trong 3.000 năm mặt Pháp. Nhân đạo có lớp lớp thiên tôn, đạo binh đến ngàn vạn, lôi binh phải trăm vạn, tán tiên thần linh, và đám quỷ vương, ma vương, tinh quái nghe lệnh tùng nhân đạo, cộng lại phải lên đến mấy trăm vạn. Trận chiến phong thần vẫn chưa bắt đầu diễn ra nên nhân đạo vẫn cần binh lực phòng thủ ở những cứ điểm huyền quan, thiên giới lôi hải vẫn luôn phải đối chọi gay gắt với bộ binh thiên đạo, ngũ nhạc đại đế còn phải luôn luôn đề phòng thế lực của âm ti. Lần này nhân đạo có thể đem tam kiệt của đạo môn gồm Trương Đạo Lăng, Tạ Lưu Vân, Lữ Thuần Dương cùng với đám người Tây Nhạc Đại Đế, cửu đại hộ Pháp Thiên Tôn, ngũ lôi tôn giả phái đến cổ địa hoang Mạc Long Môn để tìm kiếm cơ duyên cho thấy sự coi trọng của nhân đạo đối với binh chủ chiến kỳ. Nhân đạo như thế thì tình hình của tiên đạo cũng chẳng khác mấy, đều không thể dồn hết toàn bộ binh lực vào cổ địa hoang Mạc Long Môn được. Tuy rằng không có nhiều thiên tôn như bên nhân đạo nhưng mà tứ hải long vương sau khi hóa hình rồng thì đều có chiến lược trí cường thiên tôn, lại thêm một tây cực câu trần đại đế không mời mà đến nữa đương nhiên đã có đủ thực lực để tranh đoạt binh chủ chiến kỳ với nhân đạo so với bọn họ thì chiến lực của ma đạo chúng tôi đúng là thê thảm đến đáng thương hy hòa và yến thác không thể rời đi khương tuyết dương không thể đến thùy hòa thì vẫn chậm chạp không chịu thức tỉnh kiêm hà bế quan người có thể đến cổ địa hoang mạc long môn để tranh đoạt cũng chỉ có một mình ma đạo tổ sư tôi đây không phải là tôi cố ý đẩy bản thân vào nguy hiểm nhưng mà tôi thật sự rất thiếu cơ duyên cần phải xông qua cửa ải sinh tử để ma luyện, nếu như không đến đây thì tôi lấy đâu ra cơ hội có được áo nghĩa của thần kiếm để chứng thiên tôn. Lối vào của vòng tròn cự long đã bị đóng lại, cửa ải sinh tử đối với cả đạo môn đã bắt đầu, trước khi giải quyết nguy cơ đến từ cửu lê ma long trước mặt thì ba đạo chỉ có thể tạm thời buông bỏ tranh chấp toàn lực nghinh địch. Hai đạo nhân tiên còn có hai thanh kiếm tử thanh làm bùa hộ mệnh, nhưng sự sống chết của tôi và tạo ẩn hoàn toàn dựa vào thủ đoạn của bản thân không chỉ phải đối phó với sát cơ đến từ cửu lê ma long mà còn phải đề phòng sau khi chiến đấu kết thúc thì nhân đạo sẽ ra tay với chúng tôi giống như mộ dung nguyên duệ đã nhắc nhở tôi trước đó vậy mạng của trương đạo lăng còn xa mới bằng được mạng của tôi dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của trương đạo lăng thì nhân đạo cam tâm tình nguyện bất quá phải đợi đến khi nhân đạo lấy được binh chủ chiến kỳ thì mới có thể hạ quyết tâm giết tôi bởi vì nếu như tôi chết trong tay người của nhân đạo thì khương tuyết dương khẳng định sẽ xuất binh đánh nhân đạo cái lời hứa gọi là chết bên trong Long Thành thì không liên quan đến ai khác chẳng qua chỉ là lời nói suông, hai đạo nhân tiên sẽ chẳng ai tin tưởng. Chương 770, kiếm xuất vô danh 2. Lúc đó để tôi vào thành cũng vì có ý muốn giết tôi thôi. Nhân đạo muốn giết tôi, về phần tiên đạo bên này cũng cần phải để ý Câu Trần Đại Đế. Câu Trần thân thiết với Nữ Oa mà Nữ Oa lại là đại địch của Ma đạo, ai biết được Câu Trần có nhân cơ hội này âm thầm ra tay hay không? Sau khi Ngọc Hoàng Đại Đế chết thì thế cục của thiên đình rơi vào bất ổn, nữ oa lấy danh nghĩa của thiên đạo tạo thành một lớp ngụy trang phù hợp nhất để cấu kết với một bộ phận thần minh không phải là việc khó. Câu Trần Đại Đế rất có khả năng chính là một quân cờ mà nữ oa âm thầm giấu bên trong trận doanh thiên đạo, từ việc kiếm vô ngân vô duyên vô cớ chết đi đã có thể nhìn ra vài phần manh mối. Với trí tuệ của mộ dung nguyên duệ thì cô ấy khẳng định có thể nhìn ra được nhưng mà câu trần dù sao cũng là một trong tứ trụ, chỉ cần không phản bội tiên đạo một cách rõ ràng thì cô ấy cũng không thể làm gì được. Hơn nữa hiện tại tiên đạo cũng cần lực lượng của câu trần cho nên khiến cô ấy càng thêm bị động. Trong lúc tôi phân tích thế cục này thì nhân đạo đã hoàn thành bố trí chiến lực. Trong trận chiến đấu này Lữ Thuần Dương phụ trách tất cả sát cơ, tạo ra thương tích, tứ lôi tôn giả thì theo sát phía sau dùng tia chớp đan vào nhau tạo thành màn chắn chặn đường công kích của hắc ám thượng cổ long nhân. Bảy đại hộ pháp thiên tôn thì cùng nhau tạo thành phòng tuyến thứ hai, Tạ Lưu Vân ở xa hơn phía sau sẽ cùng hai đại thiên sư thống lĩnh những chiến tướng đẳng cấp cao còn lại chuẩn bị công kích Hắc Ám Long Nhân bất cứ lúc nào. Độ khó của trận chiến này ở việc Lữ Thuần Dương có thể phát ra công kích mạnh đến bao nhiêu. Nếu như hắn không thể giết địch một cách hiệu quả, thời gian kéo dài càng lâu thành viên của Nhân Đạo sẽ càng bị tổn thất nghiêm trọng, đến lúc đấy cho dù đánh thắng phương trận Hắc Ám Long Nhân thì sau đó cũng khó mà tiếp tục chiến đấu nữa. Cách đánh tốt nhất chính là tập hợp toàn bộ binh lực của hai đạo nhân tiên lại dồn vào một tòa phương trận mà đánh, nhưng mà hai đạo nhân tiên đã định sẵn phải trở thành hai phe đối định chính trong trận chiến phong thần, cho nên giữa họ hoàn toàn không tồn tại cơ sở để hợp tác. Đao kiếm không có mắt không thể chứa được quá nhiều mưu kế. Lữ thuần dương cầm kiếm tiến lên, cắn nát ngón giữa, nhỏ vào trên thanh tác kiếm một giọt máu. Giọt máu biến mất trong phút chốc, sau đó trên thanh kiếm lạnh lẽo xuất hiện một vòng kiếm khí màu máu đỏ tươi. Phương trận hắc ám thượng cổ long nhân nếu như không có máu tươi kích hoạt thì bản thân nó chính là một tồn tại vô địch, không bị bất cứ công kích nào tổn thương, chỉ khi biến thành vật sống thì mới có thể tiêu diệt được. Lữ thuần dương dung hợp huyết khí với kiếm khí, vẫn là hắn cơ trí hơn người vượt ra ngoài dự liệu của tôi. Mặc dù tôi và hắn có mối thù sinh tử, nhưng mà vứt bỏ ân oán của đạo môn thì hắn là một người đáng để tôi tôn kính, cũng giống như tôi tôn kính ngọc hoàng đại đế của tiên đạo vậy khi mà ngọc hoàng từ trần thì khương tuyết dương cũng vì ông ấy mà rơi lệ thiên đạo bất nhân xem vạn vật như cỏ rác chúng sinh bởi vì sinh tồn mà phải rút đao chiến đấu với nhau trở mặt thành thù bởi vậy nên là chúng sinh đều khổ nếu như vứt bỏ hết tất cả ân oán đại đạo truyền khắp thiên hạ thì còn cần gì đến thiên đạo nữa đây cũng là ý nghĩa mà có bàn cờ này ba đạo chỉ còn lại một sau khi chỉ còn lại một đạo thì thiên đạo cũng không thể lật tay hô mưa úp tay gọi gió như hiện tại cũng không còn liên quan đến nhân quả của chúng sinh nữa. Đáng tiếc hai đạo nhân tiên đều tin tưởng thiên đạo sẽ giữ đúng lời hứa, nhưng mà ma đạo tôi lại không thể tin được hắn, còn vẫn luôn chậm chạp không có được cơ duyên hóa bằng chính là vết xe đổ đi trước. Lữ thuần dương hít sâu một hơi thần sắc càng nghiêm túc thì hơi thở toát ra càng lạnh lùng như hàn băng. Sau khi thần kiếm viên mãn đại thành thì kiếm của Lữ thuần dương đã không còn bất cứ sai sót nào nữa, cũng không cần bất cứ chiêu kiếm nào, tùy ý phóng ra một kiếm cũng là kết hợp ẩn chứa trí cường áo nghĩa của kiếm đạo, nhưng lần này Lữ Thuần Dương tập trung cẩn thận bắt đầu thi triển kiếm pháp thành danh của hắn vạn kiếm quy tông. Tu Vi đạt đến cảnh giới của Lữ Thuần Dương thì một khi kiếm khí bộc phát bên trong ngàn trượng đều bị sát cơ bao trùm, nhưng mà hắn hiển nhiên đã không làm vậy, hắn để kiếm khí nội liếm, một chút cũng không phóng ra ngoài. Động tác của hắn rất chậm, chậm đến nỗi giống như mấy ông già lúc trước tôi thấy ở công viên. Điểm, phiết, nại, trảm câu, tảo, mỗi một chiêu thức kiếm pháp đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, phù hợp với lại mỗi cử động của cơ thể từ hơi thở, nhịp đập, đến cả sự lưu thông máu huyết mạnh hay yếu. Kiếm khí không được phóng ra ngoài nhưng trong lúc vô hình kiếm ý đã tràn ngập khắp không gian, đến cả không khí cũng đã bắt đầu bị dẫn ra những lưu động bất thường. Kiếm thanh tác không hiện ra vầng sáng, nhưng bản thân Lữ Thuần Dương thì lại càng ngày càng tỏa sáng khắp nơi. Khi tôi ở hạp cốc phong thạch chịu uy lực một kiếm của hắn thì lúc ấy chỉ biết rằng kiếm khí không thể ngăn cản được, nhưng lại không biết hắn sử dụng chiêu kiếm này như thế nào hiện tại lữ thuần dương ở trước mặt tôi thi triển ra vạn kiếm quy tông một cách toàn vẹn thì tôi mới hiểu được anh hùng chi kiếm của tôi bị hủy đi một chút cũng không hề oan uổng kiếm pháp như vậy tôi không thể ngăn cản được cho dù có cho tôi triệu hoán ra ba mảng kiếm hải trước thì cũng khó mà chặn được tất cả sát cơ tôi nhìn về phía mộ dung nguyên duệ cô ấy nhẹ lắc đầu với tôi đạo chiến thần của ta không thể chói được kiếm như vậy cũng giống như năm đó cửu thiên huyền nữ không thể trói được quy nguyên tịch tà của phá quân hộ pháp thiên tôn vậy mộ dung nguyên duệ dùng thần niệm truyền âm cho tôi ý của cô là chiến lược của lữ thuần dương đã đạt đến cảnh giới của phá quân hộ pháp thiên tôn tôi hỏi đúng vậy ta đã nói tôi sớm rồi nếu như hắn quyết tâm muốn giết ngươi thì ta cũng không bảo vệ được ngươi sầm ra hôm nay dù có thế nào cũng không thể để nhân đạo lấy được binh chủ chiến kỳ không sai nếu như Nhân đạo lấy được binh chủ chiến kỳ thì với nền tảng hiện tại của Nhân đạo hoàn toàn có thể chịu được lửa hận báo thù của Ma đạo binh chủ chiến kỳ có uy năng vô hạn, binh lực càng nhiều thì có uy lực càng lớn, nếu như Nhân đạo đạt được sẽ như hổ thêm cánh, đến lúc đó chỉ sợ nếu Ma đạo và Tiên đạo liên thủ với nhau cũng rất khó để đánh bại Nhân đạo. Huống chi Tiên đạo cũng sẽ không liên thủ với Ma đạo bởi vì phía sau Ma đạo còn có một cường địch là Âm Ti. Cuối cùng, Vạn Kiếm Quy Tông của Lữ Thuần Dương cũng thi triển đến chiêu cuối cùng, kiếm xuất vô danh kiếm xuất vô danh, ngưng tụ chiến ý cả đời của Lữ Thuần Dương vào một kiếm. Đồng thời, còn dung hợp hấp thụ đạo thần kiếm đã viên mãn đại thành của Lữ Thuần Dương. Một kiếm phát ra, toàn bộ quảng trường vòng tròn cự long đen kịt đều vì một kiếm này mà phát sáng. Đến cả cửu lê ma long trầm mặc lạnh lùng ẩn trốn trong bóng tối lúc này cũng ngẩng đầu lên, một kiếm này của Lữ Thuần Dương cũng khiến cho cửu lê ma long có chiến lược đạo tổ cảm thấy uy hiếp. chương 771, Thác Thất Lương Cơ một Từng có lời đồn rằng, Thần kiếm áo nghĩa sinh ra vào giai đoạn rực rỡ của thời kỳ Thái cổ. Ngay khoảnh khắc sắc trời ngày đêm hòa quyện, một đôi bàn tay chậm chậm dơ lên cao. Đôi bàn tay ấy đang siết chặt lấy một chuôi kiếm, không thấy thân kiếm sắc bén chỉ có chuôi kiếm, nhưng mà một cái bóng mờ mờ ảo ảo của thân kiếm lại đang lơ lửng trên mặt đất. Cái bóng chỉ thoáng xuất hiện, chớp mắt đã biến mất. Giây phút cái bóng kiếm biến mất, đôi bàn tay đang dơ cao, vẽ ra một đường nét duyên dáng, tản ra ngàn dặm xa xôi. Bình minh rực sáng ánh nắng ban mai giải đều khắp thế gian, chiếu rọi suốt nửa ngày. Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần chuyển từ ngày sang đêm, chính tại thời khắc giao hòa, tại một đỉnh núi cách xa ngàn dặm bỗng nhiên sụp đổ. Chính là giây phút thần kiếm áo nghĩa ra đời, một kiếm chấn động cả vạn dặm, dung chuyển dãy núi ở tít tận nơi xa. Bỗng nhiên, chứa đựng sức mạnh hủy diệt tưởng chừng như sấm chớp giữa trời quang. Vào lúc này, Lữ Thuần Dương cầm kiếm chém thẳng về phía đội quân Hắc Diệu Long Nhân, tình hình hiện giờ giống như trở lại thời khắc thái cổ thần kiếm áo nghĩa mới vừa ra đời vẻ mặt của ông ta vô cùng nghiêm nghị mang cảm giác trang nghiêm của một người hành hương thành khẩn cung kính kiếm vừa xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo đã chiếu rọi cả quảng trường vòng tròn cự long kiếm vừa hạ xuống không gian bỗng nhiên im lắng lạ thường thời gian ngừng trệ đạo tổ một kiếm này có chém xuống hay không tạo uẩn hỏi tôi đã chém xuống rồi tôi nói vậy sao con không nhìn thấy kiếm khí do ông ta đã giấu kiếm khí đi rồi, kiếm khí cũng giấu được sao, người khác không làm được, nhưng ông ta có thể đấy. Giấu ở đâu chớ, trong tim của ông ta, tạo ẩn ngỡ ngàng chua sót, sau đó nhìn Lữ Thuần Dương như thể đã hiểu ra điều gì đấy. Tay cầm kiếm của Lữ Thuần Dương rất vững chắc, nhưng cơ thể không kiểm soát được mà run bần bật. Hơi thở nặng nhọc, đừng nói phải dùng miệng và mũi để thở, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều dựng đứng lên hết. Sắc mặt đỏ ửng, hệt như mấy kẻ say khướt đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo ngày nào cũng đã mù loà, đỏ thấm như đang chảy máu. Lữ thuần dương không còn dáng vẻ phóng khoáng kiêu ngạo của ngày nào, ông ta thở hồng hộc như một con bò, miệng mở to, muốn nói cái gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Ánh mắt đỏ thấm giống hệt như sẵn sàng dỉ máu bất cứ lúc nào, mang theo nỗi căm phẫn và không cam lòng. Đội quân nhân đạo đều đồng loạt im lặng, nín thở hồi hộp quan sát Lữ Thuần Dương, đến tạ Lưu Vân cũng không giữ được bình tĩnh. Lữ Thuần Dương giấu kiếm vào trong tim, uy lực của kiếm này đã vượt xa chiêu kiếm truy sát tôi ngày trước. Giấu kiếm vào tim, chứng minh ông ta đã xem mình thành kiếm. Mà với trình độ kiếm đạo hiện giờ của ông ta, thì vẫn chưa đến lúc hóa thành kiếm. Ông ta hấp thu lòng dũng cảm của thần thượng cổ từ kiếm thanh sách, chính vì lòng dũng cảm này đã thúc giục ông ta đưa ra vội vã quyết định dại dột. Một kiếm chém ra, giấu kiếm vào tim, nếu như ông ta không thể đẩy kiếm khí trong tim ra bên ngoài, người chết ở đây chính là ông ta. Nếu ông ta làm được, thì thử thách lần này chính là cơ duyên hóa thành kiếm của ông ta. Không hổ là kẻ si mê kiếm, thế mà lại dám lựa chọn đột phá vào chính ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này. Nhìn tình hình hiện giờ của ông ta, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một ý nghĩ điên rồ. Lữ Thuần Dương là tương lai của nhân đạo, cũng là kẻ thù truyền kiếp của ma đạo chúng tôi, mà bây giờ ông ta không còn chút sức lực phòng vệ nào. Nếu giờ tôi dùng ba kiếm thai đánh lén ông ta, nhân đạo nhất định không kịp ngăn cản vì chỉ mình tôi biết lữ thuần dương đang có hành động điên rồ đến mức nào thôi người khác chẳng hề hay biết ông ta đã xảy ra chuyện gì tôi có thể biết được bởi vì thần kiếm kiếm thai trong huyền quan của tôi do lữ thuần dương ban tặng cho nên tôi cực kỳ nhạy cảm với kiếm khí của ông ta mà tôi giống ông ta đều là mấy kẻ thích lấy mạng ra đánh cược chính lúc đầu tôi nảy ra ý nghĩ đó tạ lưu vân dường như đoán ra điều gì ngước đầu lên nhìn tôi âm thầm chắn trước lữ thuần dương ánh mắt hắn bỗng nhiên có chút cầu xin đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn lộ ra ánh mắt như vậy tôi quen biết tạ lưu vân nhiều năm rồi thậm chí có thể nói mạng nhỏ này của tôi do hắn ban cho vào lúc ma đạo chưa quật khởi tạ lưu vân đã có rất nhiều cơ hội tốt để giết chết tôi nhưng hắn không hề đục nước béo cò hắn tuân thủ nghiêm ngặt nhân quả giữa tôi và hắn không hề nhân lúc tôi yếu ớt mà thẳng tay chặt đứt hy vọng của ma đạo thừa nhận phần tình cảm chân thành này của hắn tôi từ từ đè nén ý nghĩ điên rồ vừa rồi giết lữ thuần dương Vòng tròn Cự Long sẽ mất đi một người phá vỡ cục diện, tôi không thể chắc chắn chúng tôi sẽ thành công đánh thắng Cửu Lê Ma Long hay không. Còn một điều nữa, Ma đạo đã động chạm đến một kẻ thù lợi hại như Âm Ti, nếu giờ chủ động khiêu khích nhân đạo, sợ rằng ngay cả Quy Khư cũng chẳng đủ sức bảo vệ chúng tôi chu toàn. Sát tâm của tôi bắt đầu giảm dần, tinh thần khôi phục lại bình thường. Tạ Lưu Vân nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay về vị trí cũ. Sắc mặt Mộ Dung Nguyên dẻ vẫn không thay đổi, nhìn có vẻ không hề biết gì nhưng đôi con người đỏ ngầu đã bán đứng cô ấy. chương 772, Thác Thất Lương Cơ 2 Tôi rời mắt tiếp tục quan sát Lữ Thuần Dương, cơ thể ông ta lúc này vô cùng nhích nhác. Cả người đã không thể giữ vững tư thế, nhìn giống hệt một ông già tuổi xế chiều, lưng gù, lọng khọm. Eo càng cúi thấp, Lữ Thuần Dương không đứng vững nữa mà trực tiếp quỳ dạp một chân, cắm phập thanh kiếm thanh sách xuống đất mới miễn cưỡng giữ vững được cơ thể. Mái đầu kiêu hãnh cúi gầm, cơ thể vẫn đang run bần bật, mồ hôi ướt đẫm đạo bào, mồ hôi có màu đỏ bên trong trộn lẫn máu tươi của ông ta ông ta duy trì tư thế này khá lâu đến mức tạ lưu vân không giữ được bình tĩnh mà nhăn mày xót xa cho ông ta đạo tổ ông ta có phải sắp không xong rồi không không đâu nhưng con nhìn dáng vẻ này của ông ta giống như chống chịu không được bao lâu nữa rồi mà con sai rồi chỉ cần ông ta bằng lòng bất cứ lúc nào cũng có thể chọn cách giải thoát bản thân lý do ông ta liều mạng chịu đựng lâu như vậy là muốn tìm một điểm bứt phá thật hoàn hảo chém ra kiếm khí trong lòng ông ta. Lời này của tôi vừa dứt câu, liền nghe một tiếng oanh, quan vấn tóc trên đầu của Lữ Thuần Dương đột nhiên vỡ vụn. Mái tóc đen lấy bắt đầu tung bay phất phới, uốn lượn không ngừng. Tiếp theo đó mái đầu đang cúi gầm xuống của ông ta từ từ ngước lên, vầng hào quang rực rỡ sáng bừng trong đáy mắt. Tất cả sức mạnh to lớn, cũng như sự tự tin trước giờ chưa từng thấy. Áp lực từ trên người ông ta đột nhiên biến mất, ông ta duỗi thẳng sóng lưng, co chân lại và đứng dậy, rồi rút kiếm thanh sách đang cắm trên mặt đó. Cha kiếm vào bao, Lữ Thuần Dương lạnh lùng liếc tôi một cái, giơ tay chỉ vào phương trận của hắc diệu thượng cổ Long Nhân rồi nhàn hạ nói một chữ, giết. Chữ giết vừa vang lên, kiếm khí trong phương trận hắc diệu Long Nhân bỗng nhiên bùng cháy. Kiếm khí ẩn giấu trong tim, Lữ Thuần Dương nhẫn nhịn chịu đựng lâu đến vậy cuối cùng đã có thể giải phóng toàn bộ ra bên ngoài. Thần kiếm phiêu diêu, bất chợt chấn động thế gian, động đất núi rời, mang theo uy lực đáng sợ khiến trời long đất lở. Phương trận của vệ binh thượng cổ Long Nhân vừa mới bị kích hoạt, đã hứng chịu sức mạnh hủy diệt đáng gờm của kiếm khí. Giờ phút này cả tòa quảng trường vòng tròn cự Long đều rung chuyển dữ dội. Vệ binh thượng cổ Long Nhân hét ra tiếng gầm rú giận dữ, chớp mắt đã hóa thành tiếng rên rỉ ai oán. Uy lực đáng sợ của kiếm khí đã bóp méo thời gian, phá vỡ không gian. Đợi khi vầng hào quang chói lóa dần tắt, 500 thượng cổ Long Nhân trong phương trận của Hắc Diệm thượng cổ Long Nhân chỉ còn sót lại mười mấy tên, những kẻ sống sót cũng mình đầy vết thương, bị kiếm khí xuyên thủng lớp giáp hộ thân cứng cáp. Vệ binh thượng cổ Long Nhân vẫn uất tột cùng nên đã phát điên nhào về phía đội quân, đồng thời Tạ Lưu Vân giơ kiếm lên hét lớn giết. Toàn bộ trận đấu sau đó đều giao hết cho Thiên Tôn và Tinh Anh Nhân đạo do Tạ Lưu Vân lãnh đạo đuổi tận giết tuyệt kẻ thù. Thiết giáp đã bị hủy, vệ binh hắc diệu thượng cổ Long Nhân đã thân tàn ma dại, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi không quá quan tâm tình hình chiến đấu cụ thủ của Nhân đạo ánh mắt tôi vẫn theo sát trên người Lữ Thuần Dương. Một kiếm kia đã hao phí hết thần niệm và kiếm ý của ông ta, những gì nên làm ông ta đều đã tận lực rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi trận đấu kết thúc. Tôi cẩn thận quan sát ông ta để xác nhận một việc, rốt cuộc ông ta có tìm thấy cơ duyên hóa kiếm hay chưa. Không cần bàn cãi về sức mạnh của một kiếm mà ông đã chém, nó đủ sánh ngang với chiến lược đạo tổ, nhưng tôi không thể chắc chắn ông ta thật sự đã hóa kiếm hay chưa. Nếu vẫn chưa, Lữ Thuần Dương chỉ mới có thể sử dụng uy lực của một chiêu mà thôi. Một chiêu kiếm này do ông ta lợi dụng lòng dũng cảm từ thần cách trong kiếm thanh sách để chém, mà kiếm thanh sách chỉ ban cho ông ta một cơ hội duy nhất. Nếu như không hóa thân thành kiếm, ông ta không thể chém được chiêu thứ hai. Nếu như ông ta giành được cơ duyên, có sức mạnh hóa thân thành kiếm, vậy thì tôi thật sự đã rơi vào tình thế nguy hiểm rồi. Tôi sẽ chết, chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Lữ Thuần Dương hóa thân thành kiếm, đến Yến Tháp còn không chống cự nổi, Hy Hòa cũng lực bất toàn tâm, cho dù Thùy Hòa thức tỉnh, dựa vào thân thể bất tử sau 7 lần niết bàn của cô ấy cũng đành bó tay chịu chói, ít nhất phải niết bàn thêm một lần nữa mới đủ sức ngăn cản Lữ Thuần Dương. Truyền thuyết nói rằng, tử thần có thể niết bàn 9 lần, gọi là cửu tử bất hối. Giải thích câu cửu tử bất hối là ý chỉ dù gặp nhiều lần nguy hiểm cũng không hối hận, kiên định đi tiếp con đường của mình, không bao giờ lùi bước. Hết giải thích, hoàn thành 9 lần niết bàn, tử thần sẽ sở hữu tư cách phân tranh với thiên đạo chỉ là chưa từng có một thái cổ minh giới tử thần làm được điều này, tử thần năm đó cũng chỉ niết bàn tám lần đã bị thiên đạo giết chết. lúc tôi hồi hộp nhìn lữ thuần dương, ông ta cũng nhìn về phía tôi, vẫn là sắc mặt y hệt trước đây lạnh lùng kiêu ngạo nhưng mang chút ảm đạm, không có thêm cảm xúc dư thừa nào. đột nhiên trong lòng tôi đã có đáp án, mỉm cười xoay người rời đi. ngay lúc tôi xoay người, sát ý của lữ thuần dương nhắm vào tôi bất thình lình tăng vọt đến đỉnh điểm. ngươi đang cười gì chứ? mộ dương nguyên dậy hỏi chẳng có gì cả chỉ bỗng nhiên nhớ đến một câu châm ngôn châm ngôn nào trời tạo nghiệp có thể tránh người tự tạo nghiệp không thể sống cơ duyên hóa thân thành kiếm tuyệt vời đến thế nhưng lữ thuần dương cuối cùng đã bỏ lỡ rồi nguyên nhân nằm ở chỗ một kiếm mà ông ta dùng để truy sát tôi khiến tâm cảnh của ông ta xuất hiện kẽ hở bởi vì ông ta đã thất bại mộ dung nguyên duệ thông minh tuyệt đỉnh nhìn sang lữ thuần dương lập tức hiểu ra ý tôi muốn nói nụ cười nở rộ trên môi tựa như đóa hoa tường vi rực rỡ hé mở giữa ngày đầu xuân. chương 773, câu Trần Đại Đế 1 Nhân đạo dùng hai canh giờ tiêu diệt phương trận hắc diệu Long Nhân, 500 Long Nhân trong phương trận cho dù đã bị Lữ Thuần Dương đánh vỡ lớp phòng ngự, thì vẫn là một trận chiến đầy khó khăn gian khổ đối với mấy chục người nhân đạo. May thay, dưới sự chỉ huy của tạ Lưu Vân, nhân đạo không có thương vong nặng nề, chỉ mất đi hai cao thủ nửa bước thiên tôn. Đây là việc không thể tránh khỏi, với lại đây đã là kết cục tốt đẹp nhất. Nếu như không nhờ Lữ Thuần Dương dốc hết sức chém một kiếm, tổn thất của nhân đạo sẽ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn đến cái kết thảm khốc đó là toàn quân bị tiêu diệt. Chiến lực của 500 vệ binh hắc diệu thượng cổ long nhân tập hợp lại một chỗ có thể tương đương với cảnh giới thiên tôn, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì đây đã là một sức mạnh đáng sợ trong tam giới, độ khó vượt xa trận chiến âm sơn năm đó, nếu như không nhờ âm sơn lão tổ xuất hiện, hàng vạn đại quân liên minh quỷ yêu trong cuộc chiến núi Hạ Lan cũng đâu có đáng sợ bằng phương trận này. May thay, việc tích lũy chiến lược này chỉ xuất hiện tại địa điểm đặc biệt của vòng tròn cự long nếu không bốn phương trận vừa xuất hiện cửu lê ma long đã sở hữu năng lực trẻ ép tam giới nữ đế không xuất hiện không có ai đủ sức tranh tài cao thấp với nó sức mạnh của vòng tròn cự long được xây dựng dựa trên cơ sở của nền văn minh cự long đã sụp đổ từ lâu là minh chứng lịch sử cho khoảng thời gian bị lãng quên trong quá khứ so với cự long con người hiển nhiên chỉ là hạt cát ngoài sa mạc cũng vì lý do này khi xuất hiện kẻ tham lam có mưu đồ chạm vào đoạn lịch sử đã bị lãng quên này, đều sẽ gặp phải kiếp nạn hủy diệt tàn khốc nhất. Nơi này thuộc quyền sở hữu của quốc gia đã rơi vào dĩ vãng, tất cả những kẻ có mưu đồ đánh thức các sinh vật bóng tối của quá khứ đều nên bị tiêu diệt. Tôi tưởng rằng trận chiến đã dừng lại, thế nhưng ngay giây phút vệ binh Hắc Diệu Thượng Cổ Long Nhân cuối cùng ngã xuống, Hắc Diệu Long Vương được bảo vệ trong tế đàn bóng tối đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài, rồi phóng thích thần uy đáng sợ. Hắc Diệu Long Vương sở hữu chiến lược Thiên Tôn đỉnh phong, vừa sử dụng thần niệm, sát cơ hủy diệt tương đương với sức mạnh rời non lấp biển đã vét sạch đội quân nhân đạo. Gào, một tiếng gầm giống dữ tợn vang lên đáng sợ đến mức khiến hồn phách run rẩy. Cơ thể có chiến lược đỉnh phong thiên tôn của Hắc Diệu Long Vương to lớn tựa như một ngọn núi khổng lồ, toàn thân cứng cáp như được bao bọc bởi bê tông cốt thép, bốn chân chắc khỏe kéo lê lách chiếc đuôi rồng dài thòng lòng, mỗi bước đi nặng tựa ngàn chân. Những người phía nhân đạo dốc hết sức lực chiến đấu suốt một thời gian dài, thần niệm đã sớm đã cạn kiệt, chiến lực hao tổn mất một nửa, Hắc Diệu Long Vương hét một tiếng gầm giống đầy phẫn nộ tấn công khiến thần hồn của nhiều người bị thương hộp máu ngay tại chỗ. Tạ Lưu Vân vừa vội vã chỉ huy đưa những người bị thương rời khỏi chiến trường, vừa tập hợp chiến lực tinh anh chuẩn bị đối chọi với kẻ địch mạnh. Bảy vị hộ pháp thiên tôn lần lượt niệm chú, đốt cháy thần niệm làm bệ đỡ, hóa thành bảy cái phù văn chiến đấu, ném hết tất cả lên người Hắc Diệu Long Vương. Bốn vị ngũ lôi tôn giả hộc máu bạo phát lôi thần chú, uy lực của lôi thành cỡ nhỏ bị phong ấn trong bốn lá bùa lôi sơn có sức mạnh sánh ngang với pháp trận thuộc tính lôi cỡ vừa. Phù văn chiến đấu căn bản không đẩy lùi được đòn tấn công phủ đầu của Hắc Diệu Long Vương. Điện quang từ lôi thần chú đan sen với sấm sét làm rung chuyển cả trời đất cũng chỉ làm chảy xước mấy miếng vảy rồng của Hắc Diệu Long Vương. Ngược lại còn khiến Hắc Diệu Long Vương thêm tàn bạo điên cuồng hơn. Gào lại thêm một tiếng gầm gú thấu tận trời xanh, Hắc Diệm Long Vương gia tăng tốc độ di chuyển như phong ba bão táp chớp mắt nhấn chìm toàn bộ đội quân nhân đạo vào trong bóng tối. So với cơ thể khổng lồ của Hắc Diệu Long Vương, thì đoàn người phía nhân đạo đều chỉ là mấy con kiến nhỏ bé, có vẻ bất cứ lúc cũng sẽ bị bàn chân lo lớn của cự long dẫm nát thành cám. Nhân đạo liều mạng chiến đấu, liên tục phóng ra đủ loại pháp bảo thần thông về phía Hắc Diệu Long Vương, kiếm khí lóe sáng. Thế nhưng những đòn tấn công này, khi đối mặt với lực phòng ngự đáng sợ của Hắc Diệu Long Vương chẳng thấm tháp vào đâu. Thế lực đạo môn vốn dĩ là những kẻ đứng đầu có thể hô phong gọi gió ở nhân gian, giờ đây hoàn toàn không thể làm lung lay hàng phòng ngự vững chắc của Hắc Diệu Long Vương, đừng nói đến đánh trả hắn ta. Nhân đạo lựa chọn khiêu chiến phương trận Hắc Diệu Thượng Cổ Long Nhân bởi vì chiến lực của bọn họ không đủ mạnh, thật không ngờ đến cuối cùng lại lôi kéo Hắc Diệu Long Vương nhập cuộc. Có lẽ so với ba vị Long Vương còn lại, chiến lực của Hắc Diệu Long Vương không có gì xuất chúng, sức mạnh hủy diệt không đủ mạnh. Thế nhưng, chỉ dựa vào thân xác cứng cáp của nó, thêm uy lực thần niệm của cảnh giới chiến lực thiên tôn đỉnh phong, thì muốn truy cùng giết tận chiến tướng nhân đạo là việc dễ như trở bàn tay. Lúc này đâu, Hắc Diệu Long Vương và đội quân nhân đạo vẫn chưa va chạm trực diện, chỉ mới dùng uy lực thần niệm của kẻ bề trên đã khiến thần hồn của vô số chiến tướng nhân đạo sợ hãi run bần bật, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đợi đến khi nó tấn công vào giữa đội quân nhân đạo, nhất định đánh cho đội quân tan đàn xẻ nghé, rơi vào kết cục thất bại thảm hại. Điểm bất lợi của nhân đạo do chịu hạn chế về địa thế nên không thể phát huy tối đa sức mạnh của pháp thuật thần thông, với lại, bất kể là long khôi, vệ binh long nhân, hay là linh hồn cự long đều là sinh vật linh hồn mang thuộc tính bóng tối, chính bản thân nó đã có năng lực chống chọi với hàng vạn pháp thuật. Thêm nhân đạo vừa trải qua trận đại chiến với hắc long thượng cổ long nhân nên vẫn chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức hồi phục thể lực, thần niệm cạn kiệt cùng chiến lực hao tổn quá nhiều, giờ đây hoàn toàn không còn chút hơi sức đánh với hắc diệu long vương. Chương 774, Câu Trần Đại Đế 2. Thông thường trong chiến đấu, chỉ cần mấy người nhân đạo xuất chiêu, muốn giết một cao thủ Thiên Tôn đỉnh phong hoàn toàn không hề gặp khó khăn gì, cho dù đối mặt với đạo tổ vẫn đủ sức đánh một trận. Nhưng mà trận đấu phải hội tụ đầy đủ các ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, nhân đạo đến nơi này thì không chiếm được chút lợi lộc gì tại đây, quả thực rơi vào hoàn cảnh đã nghèo còn mắc cái eo. Chiến lực của Lữ Thuần Dương chưa thể hồi phục như cũ, nhân đạo muốn đánh bại Hắc Diệu Long Vương bắt buộc phải lựa chọn hy sinh sáng nghe đạo tối chết cũng cam lòng, Lưu Vân đạo hiếu, xin hãy vì ta mà sáng suốt nhìn thấu mọi việc. Thiên sư tả từ tiến lên trước một bước, được, tạ Lưu Vân nước mắt đầm đìa nghẹn ngào nói, kiếm lục nhâm âm dương nhanh chóng được thi triển, sau khi so vài chiêu đã dứt khoát nhắm thẳng đến chỗ vảy ngược nằm dưới đầu hắc rượu Long Vương, hét to một câu tả thiên sư tuân mệnh, thu nhiếp, động hư, hành phá diệt chi đạo. Câu này tạm dịch là, nơi vùng đất xa xôi, thực thi đạo diệt phong. Ánh mắt tả từ lóe lên một cái, thần quang sáng rực, không hề do dự, hóa thành một vệt sáng đâm chuẩn vào vị trí vảy ngược của Hắc Diệu Long. Nếu so với cơ thể khổng lồ của Hắc Diệu Long Vương, thì cơ thể của tả từ chỉ như cây cỏ ven đường không đáng nhắc tới. Có một số việc cần phải có người đứng ra gánh vác, nếu như thiên tôn nhân đạo không thể phát huy sức mạnh chiến đấu thật sự khi đứng ở đây, vậy thì họ chỉ đành thi triển thủ pháp cấm kỵ cuối cùng của thiên tôn, tự hủy huyền quan để tiêu diệt kẻ thù. Huyền quan của thiên tôn đã tự hình thành nên một thế giới riêng, một khi bị phá hủy sẽ sản sinh ra nguồn năng lượng có uy lực hủy diệt thiên địa. Lý do vì sao phương pháp này bị cấm, chính vì cái giá tương ứng phải bỏ ra, người phá hủy huyền quan, thần hồn tiêu tán. Khi tả từ nhào về phía hát diệu Long Vương, trong lòng tôi bỗng nhiên tràn ngập nỗi buồn khó tả. Ma đạo có lưu phong thiên tôn tình nguyện hóa thành sao băng, cũng có khổng tuyên dùng thần hồn tạo ra thần quang bảy màu, nhìn thấy sự lựa chọn của tả từ, tôi mới hiểu rõ, anh hùng vốn không chỉ mình ma đạo tôi mới có. Nhân đạo, Tiên đạo, thậm chí âm ty đều có vinh quang và niềm tự hào của riêng họ. Tả Từ, đạo hảo Ô Giác Tiên Sinh, là đạo sĩ nổi tiếng cuối thời Đông Hán, tính cách ngang ngược càn quấy, thích nhạo báng chư hầu, được xưng làm đệ nhất thần nhân của Tam Quốc. Độn Giáp Thiên Thư truyền lại cho gia cát lượng, một trận võ hầu tiên bát quái trận giam lỏng 800 vạn binh tinh nhuệ của Lỗ Tấn. Bậc thầy đã để lại truyền kỳ đạo môn tại nhân gian, ngay lúc nhân đạo gặp tai bay vạ gió, thì ông ấy lại như con thiêu thân dũng cảm lao vào Hắc Diệu Long Vương lấy thân bảo vệ đạo. Tả từ tu luyện đạo tiên thiên ly hỏa, năng lượng công kích sản sinh ra khi phá hủy huyền quan hóa thành một con rồng lửa, điên cuồng đâm vào vảy ngược của Hắc Diệu Long Vương. Hỏa diệm rực cháy thiêu đốt âm hồn, cho dù Hắc Diệu Long Vương có tài thiên biến vạn hóa, cũng không thể chống đỡ đòn tấn công bằng hỏa diệm mà Tả Từ đã dùng cả tính mạng phá hủy huyền quan làm cái giá. Theo đà tiếng hét thất thanh thảm thiết vang lên, vảy ngược của Hắc Diệu Long Vương bị hỏa diệm thiêu cháy chỉ còn một miếng đen xì, trực tiếp cháy thành một lỗ đen ghê rợn, khí đen cuồn cuộn trào ra từ bên trong. Tả từ hy sinh lấy thân tuấn đạo, đã giúp sĩ khí chiến đấu của nhân đạo dâng cao, bọn họ gạt đi nước mắt, dùng sức mạnh giết chóc quyết liệt tấn công dồn dập vào chỗ vảy ngược đã bị thương nặng của Hắc Diệu Long Vương. Thiên lôi bồn địa hỏa, phá trừ thế gian tà, thiên địa huyền tông, sắc yêu diệt hình, can khảm phiên phúc, cấn trấn nghịch chuyển, tốn ly tả hiếu, khôn đoán tiền hậu, thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn, tứ linh thiên đăng, lục giám lục đinh, giúp ta diệt tinh, yêu ma vong hình, ngũ hành tam giới, bát quái trảm quỷ, phải ngược bị tổn hại, thần hồn của Hắc Diệu Long Vương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hành động trở nên chậm chạp, căn bản không thể tránh được đòn tấn công tới tấp như vũ bão của các chiến tướng nhân đạo. Cuối cùng, Hắc Diệu Long Vương hét lên một tiếng ai oán không cam lòng rồi ngã xuống, hóa thành cho bụi tan biến vào hư vô. Cuộc chiến của nhân đạo tới đây cũng đến hồi kết, mà cuộc chiến của tiên đạo sắp mở màn. Sắc mặt mộ dung nguyên rể vô cùng nghiêm nghị, Cô ấy chỉ huy tiên đạo khiêu chiến phương trận vệ binh băng tuyết thượng cổ long nhân. Ngoài chỉ câu Trần Đại đế, gần như 23 người tiên đạo đều đến từ tinh anh của tộc Tự Long, Tứ Hải Long Vương, Đắc Kiều công chúa, đều là thiên tôn long tộc. Long tộc bẩm sinh đã có chiếm ưu thế khi đối đầu với vệ binh thượng cổ long nhân, đều thuộc hệ rồng, có thể bỏ qua công kích thần niệm của cự long, thậm chí có thể áp chế ngược lại đối thủ. Rồng là biểu tượng của bá đạo thiên địa, sinh ra vì phúc lành. Tổ Long có uy lực khai thiên lập địa, thượng cổ cự long có sức mạnh rời non lấp bể, thần long có pháp lực của vạn tượng tự nhiên. Rồng của tiên đạo được xưng làm thần long, trong đạo tàng có nhắc về thần cử tử, đầu như lạc đà, mình như tuần lộc, mắt như thỏ, tai như bò, sau gáy như rắn, eo như con trai, vảy như cá chép, móng vuốt như diều hâu, bàn tay như hổ. Thở ra khí tạo thành mây, có thể hóa thành nước, lại có thể hóa thành lửa. Biến to nhỏ dễ dàng, bay lên cao và ẩn thân, biến lớn nhả ra sương mù, biến nhỏ ẩn nấp lẫn trốn, phi thăng bay vút vào giữa vũ trụ, ẩn náu vào trong làn sóng. Ngược lại thượng cổ cự long không có nhiều năng lực thần kỳ như thần long, tướng mạo đặc trưng cũng tăng thêm tính nguyên thủy bất phàm. Lợi thế của thượng cổ cự long nằm ở kích thước khổng lồ, thân thể vô cùng to lớn, thể trọng nặng tựa ngàn cân, sức mạnh hủy diệt khủng khiếp và bản tính hung bạo của nó. Pháp thuật thần thông của bọn chúng cũng đơn giản và thô bạo, không tu luyện đạo pháp, không điều khiển ngũ hành, thẳng tay dùng nguyên long thuần túy hóa thành sức mạnh siêu nhiên. 500 vệ binh băng xương thượng cổ long nhân mang chiến lực thiên tôn, chỉ dựa vào chiến lực trước mắt của tiên đạo, tính đi tính lại cũng có chút lấy chứng trọi đá. Trừ khi câu trần đại đế thi triển uy lực của đạo tổ, giống như Lữ Thuần Dương dùng một kiếm quyết định thắng thua. Ngay sau đó chỉ thấy mộ dung nguyên duệ đi đến trước mặt câu trần đại đế, cúi người hành lễ rồi kính xin đại đế tiên phong mở đường cho tiên đạo. Sắc mặt câu trần đại đế lạnh lùng vô cảm, im lặng chẳng nói chẳng rằng. Mộ dung nguyên duệ vẫn giữ tư thế cung kính, chờ đợi lời hồi đáp của ông ta. Lần chờ này mất khá nhiều thời gian, lâu đến mức khiến Đắc Kiều công chúa phải nhăn mày khó chịu, sắc mặt tứ hải long vương tối sầm lại. Bọn họ thuộc dòng chính của Mộ Dung Nguyên Duệ, Mộ Dung Nguyên Duệ là tiên đạo tổ sư, câu Trần Đại Đế tỏ vẻ kinh kiệu trước mặt cô ấy, khiến bọn họ cảm thấy như bị sỉ nhục. Quả nhân có thể xuất trận, nhưng Mộ Dung tiên tử phải hứa với ta một điều kiện. Xin bệ hạ nói rõ, Mộ Dung Nguyên Duệ ngẩng đầu nói cô muốn tứ hải long vương dùng khí thức tứ hải thần long, hiến tế cho phục hy huyền thiên qua của ta. chương 775, phong thái của đại đế 1. Trong truyền thuyết, phục hy có bát bảo, phân biệt chính là, dám yêu kính, cầm phục hy, long hà đồ, sách lạc quy, sổ âm dương, thương huyền thiên, cỏ thanh vu, sao lục bát quái. Trong 8 loại pháp bảo này, chỉ duy nhất là thương huyền thiên là binh khí sát phạt. Tương truyền rằng, thương huyền thiên là tiên hạ đệ nhất thương, bao gồm sự thắng bại của vạn vật đất trời, đặc biệt là cây thương dùng để tác chiến, có thể dự định kẻ địch trước mắt, chiếm được lợi thế hoàn toàn. Phục Hy là vị thần thượng cổ, khác với nữ oa, cả đời người cũng không thể kết duyên với thiên đạo, không đợi được đến ngày thiên đạo thức tỉnh thì thọ nguyên đã cạn kiệt, thân hóa thành Hy Di trở về với đất trời. Sau khi Phục Hy qua đời, con cháu của người đã gia nhập hệ thống thần minh do thiên đạo sáng lập, chiếm cứ Tây Cực Thiên giới câu trần lục tinh và Bắc Cực Tử Vi, Nam cực trường sinh, đông cực thanh hoa và tự xưng là tứ ngự đại đế. Nếu như nói Ngọc Hoàng đại đế của Lăng Tiêu Bảo Điện là vua của một nước, vậy thì tứ ngự chính là thần quốc của phong cương đại viên trên thiên đình, địa vị tôn quý, chỉ điều động chứ không nghe lệnh của bất kỳ ai. Thương huyền thiên là binh khí trinh chiến sát phạt của thời thiên hoàng Phục Hy, thần uy vô tận, khi truyền đạo đến tay của câu trần đại đế, bởi vì cuối đời bị phong cấm trong câu trần tinh cung, dẫn đến linh khí trong cây thương bị cạn kiệt không có cách nào cảm nhận được vạn tượng tự nhiên của thiên địa, cho nên thần uy bị suy giảm trầm trọng. Cho nên câu Trần Đại Đế mới đề xuất ra thỉnh cầu, cần khí thức của tứ hai Long Vương cùng với tứ hai thần Long tế luyện lại thần binh độc nhất vô nhị này. Thần Long là ứng với vạn vật tự nhiên mà sinh tồn, tứ hải thần Long là bao gồm khí thức vạn pháp tự nhiên của đất trời, có tứ hải Long Vương dốc sức tương trợ, thương huyền thiên nhất định có thể khôi phục lại vinh quang ban đầu. Nhưng mà, khí thức của thần Long quý giá vô cùng, đối với khí số của Long tộc có sức ảnh hưởng rất lớn, cũng ảnh hưởng đến hậu duệ và con cháu, kế thừa huyết mạch cũng là một phần không thể thiếu. Nếu như không có khí thức của thần long, sẽ khiến cho long tộc của tiên đạo sẽ suy giảm thần uy trầm trọng, làm tổn hại đến thực lực của long tộc. Cho nên, trong những năm tháng đã qua, cho dù câu trần đối với khí thức của thần long vẫn ngày nhớ đêm mong, trước giờ cũng không đưa ra thỉnh cầu này cho tứ hải long vương. Mà hôm nay thì khác, câu trần của hôm nay có thể nói là cố tình vì khí thức của rồng mà đến, nếu như không có chuyện đằng sau xảy ra. Sau khi nghe xong câu Trần Đại Đế nói ra thỉnh cầu của bản thân, mộ dung nguyên duệ trầm mặc không đáp lời. Nếu câu Trần không ra tay, tiên đạo nhất định sẽ thương vong nặng nề, thậm chí còn sẽ lâm vào nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Đừng nói đến binh chủ chiến thì không giành được, có thể sống sót rời khỏi hay không cũng là vấn đề rất lớn. Cánh cửa đá của ngự long chi hoàn đã bị đóng chặt, nơi này đã trở thành một nơi thử luyện sinh tử tàn khốc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót rời khỏi. Nhân đạo có lữ thuần dương, tiên đạo chỉ có câu trần, còn bản thân cô do chịu sự hạn chế của ngũ hành thân thông tại nơi này căn bản không thể nào phút huy được chiến lược muốn tứ hải long vương hiến tế khí thức của rồng chuyện này mộ dung nguyên duệ không thể làm chủ được cho nên dù cô ta có đồng ý thì cũng phải xem thái độ của tứ hải long vương như thế nào tứ hải long vương trầm mặc một lúc mới bắt đầu giao lưu thương nghị tuy biết là câu trần đại để có ý đồ với tâm tư của họ nhưng thế cục trước mắt trong lòng họ tự biết rõ nhất khí thức của thần long có quý giá đến mấy cũng không thể bị được nguy cơ trước mặt sau khi thương nghị một lúc cuối cùng tứ hải long vương cũng đã đưa ra quyết định đông hải quảng đức vương ngạo quảng đứng ra mở lời chúng tôi nguyện ý đứng ra hy sinh tứ hải long vương thâm minh đại nghĩa trong lòng mộ dung thật hổ thẹn đợi khi trở về thiên đình ta nhất định sẽ bẩm báo với hạo thiên đại đế bù đắp lại cho tứ hải long vương thân sắc của mộ dung nguyên duệ nghiêm nghị đáp long tộc mang ơn giáo hóa của tiên đạo thế nên long tộc ta đương nhiên phải vì tiên đạo mà chiến đấu đạo tổ không cần phải như thế Nam Hải Quảng Lợi Vương Ngạo Khâm tiếp lời, Nam Hải Long tộc ban đầu bị xóa sổ vì chịu sự sỉ nhục của phá quân hộ pháp Thiên Tôn, khi ấy Quảng Lợi Vương Ngạo Khâm đã dẫn theo thân binh đích hệ phi thăng lên thiên giới mới có thể thoát được kiếp nạn này. Tiên đạo cùng với Nam Hải Long Vương có ơn nghĩa nặng tình sâu. Trên thực tế, tứ Hải Long tộc đều có cội nguồn rất lớn với Tiên đạo Ngọc Hoàng, bởi vì ông là người xác định thần long là tượng trưng cho cửu ngũ Trí tôn. Có thể nói nếu như không có tiên đạo ngọc hoàng đạo tổ thì thần long sẽ không được uy nghi được như ngày hôm nay đâu ngọc hoàng đạo tổ không chỉ cho long tộc địa vị còn ban cho tứ hải long vương thần vị nữa mà trên đường họ chứng thiên tôn còn cung cấp vô số cơ duyên và công ơn giáo hóa vì vậy tứ hải long vương nguyện ý vì tiên đạo mà hy sinh là thế nhìn thấy tứ hải long vương đồng ý chuyện này câu trần đại đế mỉm cười và chắp tay lên cảm tạ sau đó mở huyệt thần đình lấy ra cây thương huyền thiên phục hy thương huyền thiên được đánh tạo từ chủ thể tiên thiên thái bạch canh kim, có đá ngũ hành tiên thiên phò trợ, dùng lửa đất đốt giấy, thiên lôi đúc tạo, địa hàn tuyền thốt hỏa tại cửu U. Trước sau phải đốt chế 9981 ngày, thốt hỏa 7749 lần. Trong truyền thuyết, khi thương huyền thiên ra đời, một luồng khí sắc nhọn trực tiếp xuyên thủng cả bầu trời, dẫn đến thiên hà chi thủy chút xuống nhân gian. Cuối cùng vẫn là nữ oa dùng đá ngũ sắc giúp cho phục hy điền vào lỗ hồng đó, để tiêu hủy đi nghiệp mà thương huyền thiên tạo ra. Thương huyền thiên vừa xuất hiện, cự long chi hoàn cùng tất cả mọi người đều nhìn chằm chặp lấy nó. chương 776, phong thái của đại đế 2. Trường kiếm 8 vạn ly, hoành thương trong đất trời. Kiếm đạo tuy thuộc chủ đề thái cổ, quản lý túc sát của đất trời, nhưng loại vũ khí như cây thương cũng là thần khí trong chiến tranh, nhất là khi đại quân tác chiến. Nếu như không phải kiếm tử dĩnh và kiếm thanh sách đang phong ấn vong hồn của vị thần thượng cổ thì chỉ dựa vào uy năng thôi vẫn thua kém hơn so với thương huyền thiên phục hy có danh xưng thiên hoàng vũ khí của người đương nhiên không phải dạng tầm thường rồi tứ hải long vương kết thành tứ tượng trận đẩy khí thức thần long vào thương huyền thiên đang bay lơ lửng trên đầu bốn người khí thức của tứ hải thần long có bốn màu đông hải ngọc bích nam hải cam đỏ bắc hải đen tuyền tây hải trắng xanh khi khí thức thần long liên tục được hấp thụ bởi thương huyền thiên cơ thể ảm đạm ban đầu của cây thương bắt đầu phát ra luồng sáng lấp lánh bảy màu sắc mặt của tứ hải long vương càng lúc càng khó coi Thương huyền thiên giống như một cái động không đáy cứ thế nuốt chừng khí tức thần long, không ngừng không nghỉ, dựa theo tốc này, khí thức thần long của họ rất nhanh sẽ suy yếu đến mức có thể ảnh hưởng tới khí số của long tộc. Bọn họ rất muốn ngừng tay, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Mộ dung nguyên rể cũng nhìn ra có gì đó không ổn, bèn nhịn không được mở miệng hỏi, bệ hạ, thương huyền thiên còn bao lâu nữa ạ? À? Chỉ cần một phần khí thức thần long là đủ, câu trần đại để đáp lời, nói là một phần nghe đơn giản thế nhưng thực chất nó tương đương cắn xén đi một phần khí số của tiên đạo long tộc đấy. Tứ hải long tộc đã có từ ngàn năm, một phần khí số cũng có khả năng làm dung chuyển đất trời, cứ như vậy mà bị thương huyền thiên nuốt chừng, dẫu sao cũng là tổn thất trầm trọng. Có thể tưởng tượng là, nếu chiến tranh xảy ra trong tương lai, đại quân của long tộc phải vì một phần tổn thất này mà trả một cái giá rất thảm hại. Tứ hải long vương đưa mắt nhìn nhau, đành phải cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, một phần khí thức thần long cũng đã bị thương huyền thiên hút cạn, sau khi phát ra luồng sáng chói lóa liền quay về tay Câu Trần Đại Đế. Ông cần tay lần mò lên thân của Thương Huyền Thiên, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bốn vị Long Vương hãy nghỉ ngơi đi, quả nhân sẽ vì tiên đạo lập ra công lao bất thế. Lời nói của Câu Trần Đại Đế vừa dứt liền hiện hình trở về hình thú, nói là hình dạng của thú, nhưng thật ra nó chỉ là hình dáng nửa người mà thôi. Tư thế đầu người mình rắn khổng lồ, có hai cánh hai bên, Thương Huyền Thiên cũng theo ông chuyển biến muôn màu, cầm trong tay tựa như một vị ma thần thái cổ. Truyền thuyết nói rằng, hình dạng thú thân của Câu Trần Đại Đế có chiến lực đạo tổ, mà giờ đây, Thương Huyền Thiên trong tay của ông, chiến lực có thể sánh bằng cả Âm Sơn lão tổ Trần Dương. Lữ Thuần Dương dùng mạng sống để cá cược mới có được cơ duy để hóa thân vì đạo, từ đó bạo phát ra chiến lực của đạo tổ. Câu Trần Đại Đế vân đạm phong khinh, không cần tốn bao nhiêu hơi sức đã có thể hấp thụ được sức mạnh thần thông trong Thương Huyền Thiên, chiến lực tăng vọt lên cấp bậc đạo tổ mạnh nhất, thủ đoạn này cũng hay thật. Đạo tổ, Câu Trần Đại Đế không mời mà đến có phải là vì muốn tế luyện thương huyền thiên không? Đứng nhìn câu trần đại đế đang bạo phát chiến lực đạo tổ mạnh nhất, tạo ẩn dùng thần niệm truyền âm cho tôi. Bề ngoài thì trông có vẻ thế, nhưng ta nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản đến thế đâu. Câu trần và hoa hoàng cũng cá mè một lứa, lòng lang dạ sói, ý đồ muốn thâu tóm cả tiên đạo. Chỉ dựa vào một cây thương huyền thiên, câu trần đại đế vẫn không thể tranh được với mộ dung nguyên duệ. Phong hồn của vị thần thượng cổ trong kiếm tử dĩnh có chiến lược mạnh nhất, dù cho câu trần có mạnh đến mấy cũng khó mà so được với vong hồn của vị thần thượng cổ vậy thì ông ta còn muốn nưu đồ gì nữa ma lực đối với ông ấy vô dụng binh chủ chiến kỳ tiên đạo cũng tuyệt đối không thể đưa cho ông ta được trừ phi ông ta dám chính thức trở mặt với tiên đạo thôi tạ uẩn lại hỏi thêm ta cũng không nhìn thấu được sự việc thương huyền thiên đã khiến cho ông ta với tiên đạo xảy ra bất hòa hy sinh lớn như thế thì thứ mà hắn muốn được hồi đáp chắc sẽ càng nhiều hơn Chính ngay lúc tôi và Tạ Uẩn đang dùng thần niệm giao lưu với nhau, câu Trần Đại Đế đã chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu. Ông bay thẳng lên không trung, xông thẳng về phía địa trận của vệ sĩ thượng cổ Long Nhân. Cho đến khi đi vào trung tâm địa trận, dùng huyết khí kích hoạt hết tất cả các vệ sĩ. Không đợi thượng cổ Long Nhân ra tay, câu Trần Đại Đế liền hô lên một tiếng thật lớn chiến bát phương. Thương Huyền Thiên vừa xoay lại, lập tức càn quét hết tứ phương tám hướng. Sấm sét cuồn cuộn, tiêu hủy đi năng lượng công kích trong hư không vụn vỡ, dùng tư thế dễ như trở bàn tay càn quét hết tất cả đám vệ sĩ thượng cổ long nhân. Nhưng mảnh giáp lạnh tanh nứt nẻ, phàm là thượng cổ long nhân nào bị thương huyền thiên kích chúng đều không phải là đối thủ của nó, trực tiếp tan tành thể xác, thần hồn hóa cho bụi. Chiến lực hùng mạnh đang lan tỏa khắp cự long chi hoàn, cửu lê ma long trong bóng tối trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chặp vào câu trần đại đế. Một kiếm dạo oai của Lữ Thuần Dương cũng chẳng qua chỉ khiến cho cửu Lê Ma Long đem lại một chút thần niệm, lần này câu trần đại đế vừa ra tay, đã trực tiếp làm cho cửu lê ma long chấn kinh thức tỉnh. Đây chính là phong thái của đại đế, dù sao cũng là chiến lược của 500 thiên tôn, câu trần đại đế có mạnh đến mấy cũng không thể toàn bộ tiêu diệt hết được. Sau khi tiêu diệt được hơn 100 thượng cổ long nhân, ông liền bắt đầu rơi vào thế chiến khổ cực. Mà chính vào lúc này, mộ dung nguyên Duệ cũng dẫn theo tứ hải long vương cùng với các chiến tướng cấp cao của tiên đạo sông lên tác chiến. chương 777, Tiên Vũ Nghê Thượng 1 Vũ khí của vệ sĩ thượng cổ Long Nhân cũng là kiếm song thủ cỡ lớn, nhưng kiếm của họ được làm bằng hàn băng, trong suốt, thấy rõ xương và tuyết. Mỗi đòn tấn công đều sẽ bộc phát chân khí hàn băng, kèm theo lời nguyền băng xương, đồng thời sau khi đánh chúng cũng tạo ra hiệu ứng tử vong xương đông, đóng băng huyết mạch và tê cóng linh hồn. Cùng với sự bộc phát hết đợt này đến đợt khác của chân khí hàn băng, nhiệt độ của toàn bộ cự long chi hoàn nhanh chóng giảm xuống mức đóng băng. Câu trần đại đế chiến lược vô song, nhưng ngay từ khi bắt đầu đã phải chịu áp lực nặng nề, điều này ảnh hưởng đến sát khí của toàn bộ phương trận. Lúc này, toàn thân ông ta bị băng tuyết bao phủ, tóc cùng lông mày đều bị băng tuyết bao lấy, thương huyền thiên bị chân khí hàn băng làm đình trệ, không thể tự do phát huy nữa. Chiến tướng long tộc của thiên đạo cũng bị chân khí hàn băng đả thương, không thể đánh cận chiến được, điều này càng khiến câu trần đại đế phải chịu áp lực nặng nề hết lần này đến lần khác. Mộ Dung Nguyên rể biết rằng lát nữa còn có băng xương Long Vương tham chiến, cần câu trần đại đế thể hiện thần uy một lần nữa, vì vậy mới nói với câu trần đại đế, bệ hạ, không cần phải tham chiến, lát nữa xin hãy ứng phó với băng xương Long Vương. Câu trần vốn không có tâm trạng dốc sức chiến đấu như tốt thí cho mộ dung nguyên duệ vậy nên đã nhận lệnh rút lui khỏi phương trận. Lúc này, trong phương trận của Thượng Cổ Long Nhân có hơn 300 người, không có câu trần đại đế thu hút hỏa lực, đã lật ngược tình thế, đồng loạt tấn công chiến tướng Long Tộc của thiên đạo. Chiến tướng Long Tộc khó mà chống cự, thế nên đã liên tục rút lui vào lúc này tứ hải long vương phát động chú tứ hải triều tịch chuẩn bị sử dụng phương pháp đối phó với băng sương long khôi lấy quý thủy hóa băng khắc chế ngược lại chân khí hàn băng của vệ sĩ băng sương long nhân đông hải thanh bình tây hải thương lang nam hải yên đào bắc hải thương mang chú tứ hải triều tịch hốt ra khi quý thủy vô tận tràn ngập nơi này lại bị chân khí hàn băng của vệ sĩ thượng cổ băng sương long nhân kích thích tất cả đều hóa thành sông băng rạch băng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi phương trận của thượng cổ băng xương long nhân dường như lồng giam băng xương, đình trệ mọi thứ. Khí thế của thượng cổ băng xương long nhân càng mạnh thì lồng giam băng xương do khí quý thủy hình thành sẽ càng kiên cố không thể phá hủy. Một loạt sông băng giam giữ bước chân của băng xương long nhân, những đỉnh băng treo ngược trên bầu trời, xen cái ngẫu nhiên, khóa chặt bóng dáng của vệ sĩ băng xương long nhân, đóng băng hàn băng đại kiếm cỡ lớn trên tay bọn họ. Hàn xương đóng băng cơ thể của vệ sĩ băng xương long nhân, cùng với bộ giáp băng trên người họ nối liền thành một trong khi hạn chế chuyển động của họ, cũng đồng thời tăng thêm lực phòng ngự cho bọn họ. Khí quý thủy được triệu hồi bởi chú Tứ Hải triều tịch có ngưỡng giới hạn thời gian, lúc này vệ sĩ thượng của băng xương Long Nhân chỉ là tạm thời bị khắc chế, bản thân chúng vốn không hề hấn gì, đợi khi khí quý thủy tiêu tan, vệ sĩ thượng của băng xương Long Nhân át sẽ khôi phục như cũ. Nhân cơ hội này, Đắc Kiều công chúa hét lên và dùng thần Long Thương trong tay đâm vào một tên vệ sĩ băng xương Long Nhân đứng đầu, mặc dù Đắc Kiều công chúa đã tung ra đòn tấn công mạnh nhất cảnh giới thiên tôn, nhưng cô ấy vẫn phải tung ra hàng chục đòn thương mới có thể đánh bại một tên vệ sĩ băng sương long nhân tất cả chiến tướng tiên đạo bao gồm cả tứ hải long vương đồng loạt tấn công nhưng họ không thể tiêu diệt sức chiến đấu của vệ sĩ thượng cổ băng sương long nhân trước khi khí quý thủy tiêu tan thương vong mà họ gây ra là quá ít ỏi băng giáp hộ thể của thượng cổ long nhân mạnh hơn nhiều so với cái của băng sương long khôi tiết tấu công kích này đối với long khôi có hiệu quả nhưng lại không thể đả thương bọn chúng mắt thấy khí quý thủy sắp tiêu tán mộ dung nguyên rệ ra tay một người sở hữu đạo chiến thần hoàn chỉnh như cô ấy từ sớm đã chăm chú quan sát tìm điểm yếu của vệ sĩ băng sương long nhân. Mộ Dung Nguyên duỗi bay qua vệ sĩ băng sương long nhân và xoay một vòng qua đỉnh băng. Thanh kiếm Tử Dĩnh trong tay cậu ta được xuất ra theo một tần suất nhất định, đôi khi chỉ vào một địa điểm nhất định trên đỉnh băng, đôi khi lại chĩa vào một điểm nào đó trên sông băng. Thanh trường kiếm xuyên qua sông băng như một giải lụa rách, lại đâm vào đỉnh băng như một chiếc chuông kêu vang. Mộ Dung Nguyên rễ có tư chất của một cô xà tiên nhân nhưng vào lúc này, cơ thể của cô lại đang bay xung quanh đỉnh băng như hoa bay dưới gốc liễu, thậm chí còn quyến rũ, tuyệt mỹ hơn nữa. Kiếm tử dính sáng trói khắp một vùng, khinh long mạn niệm mạt phục thiêu, lần lượt va vào các đỉnh băng và sông băng, vang lên một khúc tiên vũ nghe thường. Đại huyền tào tào như cấp vũ, tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ. Tào tào thiết thiết thác tạp đàn, đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn. Ngân bình xạ phá thủy tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Khúc Tiên Vũ Nghê Thường là chiến ca của bộ binh Tiên Đạo, nghe nói là bài nhạc được lưu truyền từ các chiến thần thời thái cổ thần giới. Chương 778, Tiên Vũ Nghê Thường 2. Mộ Dung Nguyên Duệ đã sử dụng kiếm tử dính phá băng để biểu diễn khúc nhạc này, pha trộn các loại nhạc cụ của Thiên Đình, cùng nhịp điệu của các nốt nhạc khác nhau, điều này đã khơi dậy sự cộng hưởng của đỉnh băng và sông băng. Coi đỉnh hàn băng như một viên pha lê cộng hưởng, như một chiếc chuông đồng, như những sợi dây đàn tỳ bà. Với âm vang của khúc Tiên Vũ Nghề Thường, đỉnh băng và sông băng đầy vết nứt như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ thành bột băng và bụi tuyết đáng ngạc nhiên nhất là cộng hưởng băng do kiếm tử dĩnh của mộ dung nguyên duệ gây ra không chỉ phá vỡ hàn băng mà hàn băng giáp trên người của vệ sĩ băng sương long nhân cũng vỡ tan lực phòng thủ vật lý trên thân thể của vệ sĩ thượng cổ băng sương long nhân vốn không mạnh sức mạnh nằm ở áo giáp hàn băng hộ thể lớp chiến giáp này khó mà bị tổn hại đồng thời nó cũng có thể chống lại kiếm khí và đao hóa giải các đòn tấn công cận chiến của kiếm nếu như không có lớp giáp bảo vệ này họ yếu ớt như trẻ sơ sinh cuối cùng khúc tiên vũ nghề thường đã đến lúc kết thúc lúc này toàn thân mộ dung nguyên duệ tràn ngập luồng khí màu trắng để tấu lên khúc nhạc này cô ấy đã dùng gần như toàn bộ thể lực cùng thần niệm của bản thân may mắn thay cuối cùng cô ấy cũng đã hoàn thành khoảnh khắc thu kiếm mộ dung nguyên duệ đứng ở trên cao nhất trên đỉnh băng tựa hồ ngọc nữ được điêu khắc ra trang nghiêm thần thánh mỹ lệ lại giàu tình cảm đứng trong chốc lát Mộ Dung Nguyên duệ cầm kiếm lơ lửng giữa không trung, từng bước một đi về phía trận doanh của Tiên Đạo, từng bước thanh tao. Theo bước chân của cô, đỉnh băng bắt đầu nổ tung, như lụa rách, như chén ngọc vỡ, như bình bạc tan, như thủy triều dâng trào, như tiếng sấm mùa xuân. Đến cuối cùng, hợp lại thành một tiếng nổ lớn, toàn bộ phương trận vệ sĩ thượng cổ băng xương long nhân đã lập tức nhấn chìm trong vô tận băng sương và tuyết trắng. Đợi khi bông tuyết cuối cùng lắng xuống, thì đã không còn tồn tại bất kỳ vệ sĩ thượng cổ băng xương long nhân nào nữa.